Huni biết cái quy trình này chưa? Anh hỏi quy trình gì? Quy trình à, quên, chưa xem màn hình. Quy trình ở cái đoạn anime này nè. Anime. Anh nói cái animated trên hay là cái diễn hoạt ở dưới? Thì nó hết cái quy trình này nè, có biết chưa? Để mà sản xuất phim hoạt hình hay là game hay phim nó cùng tương tương tự. Cái này em có tìm hiểu trước rồi. Cái lúc mà mới bắt đầu tìm hiểu về 3D là có coi cái này nhưng mà vẫn chưa hiểu, sau này tìm hiểu em cũng hiểu đại khái. Giờ mới tập cái bước modeling rồi. Hello mọi người. Độ giờ này mọi người đi ngủ hết là sao? Hẹn hẹn giờ xong vô trễ giờ không thấy ai. Bạn YouTube cũng thấy. Mấy thành viên gạo cội lượn hết anh cũng Nó mấy bạn vô. vì quỷ vì lưu báu gì lượn hết đây. Biết hết rồi mà, đâu cần nữa đâu. Mọi người đợi tí xíu nha, đợi tí xíu mấy bạn vô đông đông rồi mình trao đổi nói chuyện luôn. Hello bằng mi, hẹn mọi người vô trễ, bây giờ mọi người không không có ai hết. Sớm sớm tí được. Mấy cái này nói nó cũng nhanh. Không không có lâu lắm. Mà mấy cái này quan trọng nè, quan trọng cho cái mọi người thì ai cũng biết đúng không? Còn cái hướng nhìn hay là cái phát triển thì nó sẽ khác. Mình thì theo kiểu mình sẽ nói về cái hướng nhìn cái phát triển của mấy bạn trong ngành á, để cho mọi người kiếm tiền thôi, chứ còn lại cái việc mà sao ta, cái việc mà quy trình như thế này mọi người chắc thấy mấy cái hình này chắc thấy biết luôn rồi, và thấy kiểu như trong lúc mọi người thấy thấy nó bình thường á, mà mình sẽ nói cái tầm nó vĩ mô hơn tí. Ủa cái này anh có đăng YouTube không? Có anh đang like YouTube nè. Em thường nghe ở đâu? Nghe gì anh? Em nói là nghe nghe tiếng á. À, em nghe Hello trên ông Ken. Discord. Thường 9 giờ hay là like chứ anh? Nghĩ bị nóc nhà ganh. Bị nóc nhà ganh thiệt. Ganh nên vô trễ tí. Vô trễ mà nội dung thì nó vẫn có đầy đủ mà. Mọi người đợi tí xíu, tầm 5 phút nữa đi, 5 phút nữa. Cho mấy bạn vô đông đông đông. YouTube mọi người đang có mấy bạn à. Mấy bạn đang xem có ai hiểu về cái quy trình này không? Mấy bạn trong Discord nữa này. Rồi vô Discord mà cứ toàn là tắt mic không nha. Mọi người ai đã xem cái hết cái quy trình của các công đoạn á, chứ thường cứ đi xin việc mà cứ biết mình có một một cái công việc của mình, có nhiều bạn đi học còn chưa biết mình ra xin việc gì nữa thì sao được. Thì anh em có coi qua chưa hiểu phần cuối ấy. Phần cuối là mấy mấy cái phần phía dưới này ấy. Compositing FX Coloring, cái này chỉnh màu. Mình thì tiếng Anh cùi bắp lắm, mình đọc không được và mình hiểu nó làm cái gì được rồi. Cái quan trọng về cái ngôn ngữ thì mình hiểu người ta muốn mô tả cái gì là được rồi. Đọc tiếng Anh ngu mọi người đừng chửi nha. Mình bị chửi từ nhỏ tới lớn mình quen rồi, mình không có bị nhục đâu.
Vị nó thuộc 2D. Không, mấy cái này là nếu mà ở trên phim 3D thì nó sẽ là 3D nha, chứ không phải 2D đâu. Mấy công việc đó nó vẫn là của 3D đó. Em coi cái này thì hiểu mà để giải thích thì em không biết giải thích sao. Ok. Thực ra cứ coi hiểu là được chứ còn giải thích cái gì. Không cần giải thích đâu. Cái này để mình nói với mọi người về cái tầm nhìn á. Chứ còn ba nó quý giải thích như thế này, có nhiều bạn giải thích hoặc là mọi người sẽ có coi nhiều giải thích lắm rồi luôn rồi. Mà riêng mình theo kiểu như mình giải thích cho mọi người á, hôm nay nó sẽ là một cái hướng nhìn khác. Hướng nhìn thử coi thử trong cái đống này thằng nào là trùm. Còn bạn nào muốn làm trùm thì mọi người phát triển nó cần cái gì á, hiểu không? Nếu mọi người hiểu về cái quy trình nó hoạt động nó ra. Chứ bây giờ làm 3D modeling đây, mọi người là lên trùm luôn rồi đây, mọi người muốn phát triển nữa thì sao? Nó có giới hạn chứ. Giới hạn của một cái thằng thợ may, công nhân may đây, thì nó may một ngày bao nhiêu bộ đồ, hoặc là cái đường chỉ may của nó là đồ đẹp, đồ các thứ, thì nó may tới đó là nó hết luôn rồi, nó không còn phát triển được nữa. Nó muốn phát triển nữa đây, nó muốn kiếm tiền nhiều hơn, nó phải thay đổi. Nó thay đổi, nó học thêm cái này cái kia, hay là nó muốn phát triển trong cái nghề này nó phải học thêm. Thì bất kỳ ngành nghề nào nó cũng vậy, bất kỳ ngành nghề nào nó sẽ mặc một mảng nào nó sẽ có cái giới hạn của nó không thể nào mà mọi người muốn phát triển mà cứ làm những cái đó rồi xem kêu ai đó phát triển cho mình không được nha. Nên hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người về những cái đó. Có bạn nào thắc mắc không? Bạn thắc mắc giờ vẽ 3D, vẽ bá chủ thiên hạ trùm nhất luôn rồi làm gì nữa? Thử Oni. Có Hiếu nữa này. Hiếu volume rồi Hiếu. Em vừa mới tắt âm xong Vừa thất âm bật mic lên nói chuyện nhé. thì anh cứ nói đi. Nói biết cái gì là chia sẻ nè nha. Giờ đang đợi mấy bạn vô mà nói gì đâu. Đang đợi sơ sơ cái hệ thống như hình là dành cho phim. Ừ, cái này là dành cho phim nhưng mà vừa trong game thì nó cũng tương tự như vậy đó. Thì mình sẽ nói chung vừa giữa game với phim luôn. Nhưng đa phần mấy bạn học thì làm hai cái mảng đó nó sẽ nhiều hơn. Game thì nó sẽ khác một tí xíu. Tính ra từ lúc mà tìm hiểu về 3D thì chỉ có nhảy bằng những bước như IDE nè, design rồi modeling, texture rồi light vậy thôi. Thì đó này mấy cái phần khác là mình sẽ thiếu á. Cái tóc trong phim giống trong game không anh? Phim nó khác nha. Phim mình sẽ dùng X-Gen nó làm, hoặc là cái nói chung là cái gì đó nó làm ra có nhiều sợi đẹp là được. Còn trong game thì mình sẽ có cái tối ưu, chứ không bây giờ cứ vô trong game mà có hàng trăm cái thằng model đi, thằng nào cũng từng sợi tóc ra thì cái game nó sẽ rất là nặng. Mà đơn giản là mỗi lần mọi người down game á là mọi người sẽ có cái dung lượng, đúng không? Dung lượng mà mấy trăm gi hay là gì đó mọi người cũng không muốn down đó. Thì nói chung là game nó sẽ cần cái sự tối ưu đó. Còn trong phim thì mình ra rạp mình coi thì cứ cái nào đẹp nhất, ngon nhất là tấp vô, nên nó chả quan trọng lắm. Rồi, cũng tới giờ rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái quy trình này, với có cái hướng mà để mình phát triển á, dành cho bạn nào muốn phát triển nha. Còn bạn nào không muốn phát triển thì thôi, chứ không phải là mình cần phải cố gắng phát triển cho giống ai đâu. Đừng có so sánh mỗi người mỗi cuộc sống. Cứ ai thích sống như thế nào, ai thích sống ngày làm 8 tiếng nhàn nhã rồi xong tối về đi chơi, hay là để dành tiền đi du lịch hay làm gì đó kệ nha. Bạn nào thích mua nhà mua cửa thì nó cực khổ hơn tí, phải cày nhiều hơn. Chứ đòi có nhà có cửa xe cộ ngồi chơi không thì chừng nào làm hot girl thì may ra. Đó. Bây giờ mình chia sẻ về cái quy trình sơ sơ này. Mà thực ra mọi người nhìn này chắc mọi người hiểu hết rồi, chia sẻ gì nữa. Nói về cái quy trình thì không cần nha. Mọi người nhìn này mọi người biết. Thì bây giờ mình nói về cái ngành của mình đi. Cái ngành của mình là cái modeling này. Đó, mọi người thấy chưa? Modeling nó nằm ở đây. Mọi người thấy cái điều gì đặc biệt không? Là cái modeling mình nó có chút xí như này à. Còn để ra một cái sản phẩm mà gọi là game đi, hoặc là phim đi,
thì nó cần tới qua tới thêm khoảng cỡ cả chục khâu nữa. Thì mọi người biết á là cái khâu của mình á nó chỉ là một cái thứ nhỏ xí ở trong một cái bộ máy thôi, và cái nhỏ xí đó mình là một thằng công nhân nha, một thằng công nhân ấy nó theo trong quá trình, cứ mọi người nhìn về cái mà nhà máy sản xuất về xe máy hay là ô tô rồi đó, thì những cái khâu nó tự lắp ráp hết nó các khâu, thì qua cứ từng bước như vậy. Thì cái kiểu như là mình làm ở cái khâu này này thì mình chỉ là một cái con kiến thôi, mình rất là nhỏ bé, mà trong cái khâu này này thì nó cũng sẽ có cái người quản lý. Ví dụ như bây giờ mọi người đi làm á là nó sẽ có nào là junior rồi xong senior rồi xong lead đồ rồi AD đồ, mọi người thấy chưa, là cùng một có một cái thứ nhỏ xí này không mà nó chia ra tới nguyên một đống luôn. Thì nếu mà mọi người có lên AD nữa, mọi người đừng có nghĩ mọi người là những gì ghê lắm nha, nó vẫn là thợ thôi, mà mình đừng nghĩ là mình giỏi, mình là bá đạo hay là này kia đó. Thì một khi mọi người hiểu cái tâm lý như vậy thì mình phải nhìn lại mình muốn là cái gì, rồi khi mà mình phát triển lên, ví dụ như mình học mà mình vẽ đẹp hơn rồi các thứ đó, thì nó sẽ có cái giới hạn của mỗi cái công đoạn. Mình đang nói là nói ví dụ như trong một cái bộ phim đi, thì tất cả những người ở trong một cái bộ phim đó thì họ đều có cái gì ta, cái trình độ nó như nhau á, thì mình sẽ so sánh riêng ở một cái chuỗi đó nha, chứ đừng có lấy mà kiểu như lấy một cái thằng pro về Modo đi, thằng làm 10 năm hay 20 năm đi so với cái thằng đạo diễn hay là cái thằng làm game mà game cùi bắp đi, thì cái đó là cái sự chênh lệch nhau nha. Nên mình nói về trong một cái bộ máy như thế này nè, nó lớn như vậy thì cái giá trị của cái công đoạn của mình đang làm á, nó giá trị nó là bao nhiêu, nó có tốt hay không, hiểu mọi người. Có bạn nào nói nãy giờ mấy bạn hình dung được cái bức tranh mà mình vẽ mọi người không? Lại bức tranh nó là như thế này, ở mỗi cái modeling nó chia ra một đống cái nhỏ 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 trong mấy thằng chút 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 trong á, nên mọi người có phấn đấu lên có AD đi nữa thì nó vẫn là một cái thứ chút xí ở trong này, mọi người hiểu ý mình không? Hiểu không bất đi, trời ơi, mọi người vô nói vô mà anh em hiểu nha. này. Mình đang nói là cái hướng mọi người sẽ phát triển đi xa đó, chứ không phải là mình phát triển có một cái đâu nha. Rồi hiểu mọi người nhắn tin cho mình hiểu cái để mình nói cho đỡ, rồi mình nói cái nó nói mấy cái ngài hiểu hết nói làm gì. Nói vô mà nói em vui vui Ok là rồi, hiểu 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 cho có phần vào ý nói là khi mà mọi người phát triển á thì cứ nói chung là ví dụ như trong một cái công đoạn đó đi, thì mọi người làm, mọi người muốn mà phát triển lên, bây giờ nếu mà mọi người vô một cái công ty nhỏ luôn cũng được, công ty mà nhỏ xí thì mọi người sẽ dễ lên cái cấp độ nó cao hơn đúng không? Nhưng mà ví dụ như mọi người lên lead rồi mọi người lên AD của cái mảng mô đồ đây, mà AD của mảng mô đồ ở trong một công ty nhỏ đi, nó trả lương cho mọi người có 20 triệu đây, thì ví dụ như vậy thì bây giờ muốn kiếm 30 triệu đâu ra đúng không? Thì tất cả mọi thứ á là bây giờ mình muốn mà kiếm nhiều hơn nữa trong một cái quy trình đó thì mình phải học hơn, mình phải biết nhiều hơn nha, chứ không phải là biết nhiều là dở đâu, nhưng mà mình phải biết nhiều hơn cái khâu này. Vậy là mấy mấy cái này nó liên quan tới nhau này, mọi người nhìn nè, Molin, Texture với Rig đồ ra này đó, vậy là bây giờ muốn kiếm nhiều tiền hơn là cái thằng Molin học thêm Rig ở đây đó. Vậy là trong cái khâu Rig, nói chung là từng từng khâu này nè nó đều chia ra những cái cấp nhỏ hết, nhưng mà thằng quản lý là cái thằng không cần phải đụng tay vô làm, nhưng mà nó học nhiều, nó biết, nó quản lý hết cái này. Ví dụ như nghiên cái khâu modeling nó biết luôn Rig, nó biết luôn animation luôn đi, nó biết luôn VFX đi, thì nó quản lý được nguyên cái khâu 3D đó, mọi người thấy chưa, đó là nguyên mấy cái khâu này nó sẽ liên quan tới nhau. Thì những cái nó sẽ có một cái người, người ta sẽ quản lý hết cái này, và cái người quản lý hết cái đó đó người ta sẽ có cái khoản tiền nó sẽ cao hơn, chứ không thể nào mà nó ngồi quản lý hết luôn những cái thằng AD, những cái này cứ nó lôi AD ra nó nói chuyện thôi, nó lôi hết từng thằng ở trong cái mảng này lôi ra, nó là thằng quản lý, nó am hiểu hết,
À, cái khâu của mày đang bị thiếu gì, mày cần cải thiện cái gì, cái gì. Là cái thằng về chủ chốt cái đó, nó sẽ biết. Đó, thì khi mà mọi người bắt buộc mọi người phải học nha, những cái này phải học. Mà bắt đầu tới những cái khâu này nè, nó khâu mà khâu layout đồ các thứ đó nè, thì cũng sẽ có cái người người ta học. Thực ra hết cái phần mảng sản xuất này nó sẽ có một người, người ta sẽ quản lý hết cái đó. Nhưng mà bây giờ để cho mọi người hiểu á, không phải là cái thằng mà quản lý nó sẽ là cái thằng mà làm giỏi những cái bước này nha. Cái bước ví dụ như giờ cái người mà vẽ 2D concept đây, không phải là người ta vẽ ra cái chất liệu cực kỳ đẹp đến rõ đến mức mà trên cái bề mặt mà bề mặt kim loại đây nó phải dính vết dơ vết đồi hết. Người concept người ta chỉ là ra cái khái quát thôi, cái tổng thể thôi. Người ta vẽ ra một cái thứ gì đó, rồi xong qua cái bước modeling á, cái thằng modeling giỏi á, nó sẽ dựa vào cái ý tưởng của cái đó, nó sẽ làm cho cái chất liệu đó nó rõ hơn mà vẫn theo của thằng kia. Như như vậy á, vừa mặt mình thấy á, những bạn làm 3D kêu là thiết kế rồi này kia, nhưng mà thực ra mọi người chả thiết kế bao nhiêu đâu, làm trong cái quy trình như này mà thiết kế gì. Thiết kế là người 2D concept, mình thơm cái chất liệu, cái đó là kỹ năng của mình thôi, mình thơm có tí xíu xíu à. Đối với vừa mặt học hành mà cái concept á, thì ngay cả lương concept người ta cũng sẽ cao hơn. Mà mình nói về cái phần lương á, là những cái người mà người ta càng có cái tư duy, mà tư duy mà nhìn vào cái số quản lý chung thôi nha. Ví dụ như làm một bộ phim, cái người nào mà người ta như như cái của mình đây, mình phân tích từ nhỏ tới lớn đây, thì có phải á, một cái người mà vẽ một cái model thôi thì người đó là ít lương nhất không? Là những cái bạn mà mới vô làm, xong người ta đưa cho cái file model làm á, bắt đầu lên thành AD. AD là nó quản lý được cỡ 10 cái con nhân vật vậy đó. Nó sẽ quản lý là à, tao đưa đứa nào làm gì là tốt hơn. Nhưng mà ở trên nó quản lý là nó nhìn vô trong cái thành nhân vật đó thôi. Còn cái người mà nhận lương mà nó sẽ cao hơn thành AD luôn á, thì sẽ là cái người mà làm concept á. Cái người concept người ta sẽ quản lý một cái chung nữa, là cái tầm nhìn của người ta nó lớn hơn, nó rộng hơn về cái khung cảnh. Là có thể là người đó vẽ về nhân vật đi, thì người ta sẽ thiết kế ra một đống cái nhân vật khác nhau luôn các thứ, hoặc là environment. Có những cái người người ta sẽ vẽ environment rồi vẽ nhân vật vô, người ta kiểu như cài cắm một cái không gian gì đó, nó sơ 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 để cho mọi người dễ hình dung thôi. Là những cái khâu dưới này dễ hình dung này, mà người 2D không phải là ra cái sản phẩm 3D đẹp nha, nhưng mà cái mặt không gian và cái trí tưởng tượng người ta nó tốt hơn những cái người 3D. Người 3D á, người ta sẽ làm cho cái đó nó thật hơn, nó đẹp hơn. Rồi xong 3D làm chưa đẹp nữa, tới phần FX nè. FX là người ta bên 2D không phải là người ta vẽ ra một cái FX mà nó thật sự nó rõ ràng y như trong phim mình thấy. Nhưng mà cái FX nó đẹp á, là ở cái khâu FX. Tới đó nó sẽ người ta sẽ làm cho nó rõ ràng hơn, mà nó chưa đẹp đi nữa này. Đánh like đồ chưa đẹp này, thì xuống máy dưới này nó có combo nữa. À, màu của thằng này đang làm là nó không có được tốt, tao phải chỉnh lại một tí xíu, tao phải thơm này thơm kia vô một tí nữa. Rồi ở trên này là hiệu ứng chữ chạy đồ các thứ này. Đó, FX của cũng là một dạng FX khối lửa đồ các khác, người ta sẽ đưa vô thơm. Rồi ngay cả đưa vô thơm nữa, bây giờ có một cái người mà người ta nhìn màu tổng thể hết của nguyên cái đống này, người ta làm lại, thì nó sẽ ra được cái bộ phim. Thì tất cả những cái này này là mỗi người ở trong khâu đó, người ta sẽ giúp người ta đẩy cái khâu đó lên tốt nhất. Cứ mỗi cái cá nhân này này, cái khâu người ta làm modeling 3D, mình ráng làm cho cái 3D nó làm sao nó rất là thật luôn. Rồi xong ra rig thì làm sao cho nó mịn nó mượt ở trong đó. Nên những cái người mà ở trên này này, ở trên này là những cái người mà người ta gọi là cái level nó cao hơn nữa nha. Đây là nói nãy giờ là những cái level nó đang là công nhân này, nguyên đám công nhân, tao giao mày khâu nào khâu đó mình làm tốt hết các thứ. Nhưng mà cái khâu mà bây giờ design là cái khâu mà mình nói về concept á, thì người ta sẽ nhận lương cao hơn mấy người này nữa. Là người ta sẽ nhìn về một cái tổng thể chung, người ta vẽ ra một cái câu chuyện nó nhiều hơn nữa các thứ, ra hình ảnh nó rõ ràng. Còn cái người mà animatic với storyboard rồi đây này, là những người người ta nghĩ ra câu chuyện, là người ta nghĩ ra hết một cái gọi là nguyên xuyên suốt của nguyên cái bộ phim luôn.
Đó là người ta nghĩ là bây giờ dây thứ mấy là phải có cái cảnh đánh nhau hay là nó ở nói chung là thơm mấy giây nữa bắt đầu bay nhảy rồi tất cả thứ là người ta không có vẽ ra hình đẹp, nhưng mà tất cả một cái thứ gì đó cái nghĩa là trong đầu người ta không vẽ đẹp chứ không có nghĩa là trong đầu người ta nó không có cái khung cảnh nó đẹp nha, bởi vì khung cảnh nó thực ra người ta nó rất rõ ràng luôn. Và những cái khâu ở dưới này này là những cái khâu mà làm sao cho vừa ý những cái thằng trên này, nếu mà nó làm sai không vừa ý thằng trên này là thằng trên này nó feedback xuống, nên như vậy những người này là những người đầu óc là nó gọi là nó bay bổng, nó mở rộng, nó cao hơn rất là nhiều. Người này là người quản lý hết cái bộ phim này đó, hết cái khâu mà storyboard rồi các thứ đây này, animatic này, thì cái khâu đó người ta sẽ đưa ra cái thằng này, thì thằng dưới này nó sẽ chia ra cái khung cảnh. Ví dụ như nó cần cho một thằng concept vẽ nhân vật thì thằng đó chỉ là quản lý nhân vật thôi, mà làm nhân vật thôi cho tao, rồi xong ấy tao cầm một cái khung cảnh nào đó nhìn, ví dụ như mình nói Avatar đi, cần khung cảnh ở dưới biển sao cho nó nhìn nó thiệt bị đẹp, nó lộng lẫy được các thứ, thì cái chuyện thằng này nó phải vẽ ra cái không gian đáp ứng yêu cầu của mấy thằng này đó. Thì cái thằng này nó cũng là sáng tạo đó, nhưng mà cái sáng tạo của nó được phân cảnh luôn rồi, nó bị cắt nhỏ ra, cắt nhỏ ra một tí xíu rồi xong xuống dưới này là trời, nó cắt tan nát luôn, nó cắt mà banh chành tới bề luôn, nó không còn gì để mà cắt nữa, là nguyên một cái đám công nhân. Nên như vậy trong cái công cuộc mà những cái người mà ở trong cái công ty hay là trong nguyên cái bộ máy sản xuất đó đó, những cái người trên này này là những người người ta quyết định hết tất cả, người ta quyết định, người ta biết là cái model này vẽ ra xấu hay đẹp người ta tự quyết định được. Giống như mình nhớ là có cái phim gì ta, cái phim gì mà cái thằng mà chạy nhanh nhanh thằng Sonic hay là cái gì đó đó, thì cái thằng nhân vật đó sẽ được bị làm lại đồ các thứ bởi vì nó ra nó không được tốt đó, thì người ta đã có câu chuyện luôn rồi, mày vẽ ra rồi tao thấy không được đổi cho tao đó, là những cái thằng này thực ra đổi là người ta có trong đầu người ta biết như thế, có thể là người ta không biết như thế nào là đẹp đi, nhưng mà người ta biết một cái cảm xúc, người ta muốn coi bộ phim đó nó có cảm xúc như thế nào, thì những cái chuyên môn của những thằng dưới này này mày phải làm cho đúng cái cảm xúc đó cho tao đó. Nên những cái khâu dưới này nó là hầu như mọi người về cái mặt mà thiết kế mọi người không có, mọi người chỉ là một cái gọi là cái kỹ thuật của mọi người nó gần như là máy móc luôn á, không có người này có thể thay được người khác, nó có tùm lum tà la hết. Nên để mà phát triển, mình đang nói về mọi người trong một cái ngành mà cái ngành thiết kế và cái độ quan trọng mọi người luôn á, thì mọi người muốn không bị gọi là máy móc sa thải đồ hay là cái gì kia đi, thì cứ những cái đó mọi người cứ làm từ từ từ, mọi người tăng lên là mình học thiết kế này. Ủa sao cái trang này nó tự nhiên nó bị reload ta, what the hell đó. Thì khi đó mọi người cần nó phát triển lên thì mọi người học học thêm cái này đi đó, dành cho bạn nào muốn học thêm nha, bạn nào muốn mình giỏi một ngành này rồi có thể nghĩ là cả đời mình không bao giờ được làm được cái thằng mà đang nằm ngủ nó ra idea này đó, thì mọi người cứ tự nghĩ, nói chung cái đó là mọi người mỗi cuộc sống mình nói rồi đó, chứ không cần phải cố gắng lên như này để rồi được cái gì đâu. Bạn nào thích tiền đồ kiếm nhiều hơn rồi mọi người cứ phấn đấu lên như này, còn không thì cứ mình sẽ hiểu được là mình cái này mình đang chia sẻ để mọi người hiểu á, là khi bạn muốn phát triển lên thì bạn có cái đường rõ ràng, cái đường hướng đó nó rõ ràng là mình lên từng bước từng bước từng bước, và khi mình biết những cái bước này này mình đang thiếu cái gì trong này thì cứ học hết cái đống này đi. Bạn nào mới học có Modeling, mới có đâu dùng có ba bốn phần mềm Jira, Maya, Substance hay là mấy cái thứ mà mọi người thấy quá nhiều, thì mọi người phải hiểu á, mình cần phải học hết nguyên đống này nữa này mình mới lên được cái quản lý của cái team product này đó, là cái team mà làm sản xuất đó, chứ chưa cỡ là những cái phần dưới. Rồi bây giờ tất cả mấy đó nó đều là thua cái thằng này hết, cái thằng này là cái thằng mà mình nói là gọi là nó bá đạo nhất này, là cái thằng idea, cái thằng mà nó sẽ là đúng rồi mấy kia mình gọi là gì, giám đốc sản xuất ấy, hoặc là ở trong phim là những thằng đạo diễn đồ á,
là người ta đã có nguyên một cái cốt truyện luôn, người ta ghi ra hết và khung cảnh nào nói cái gì cái gì cái gì là từ một người này hết nha. Cái người này là cái người mà quan trọng nhất luôn á, là hầu như tất cả những thứ dưới này này là người ta đã mường tượng trong đầu của người ta hết luôn rồi. Bởi vì người ta quản lý, người ta sẽ biết nó cần gì, ngay cả cái chuyện là hai cái diễn viên nói gì rồi xong trong cái lúc đó cần phải trời mưa hay là cái gì đó, chứ không phải là không không. Thì có phải là mọi người nghĩ là những cái khâu dưới này người ta không biết á, người ta biết hết luôn rồi nha, người ta biết từ đầu tới cuối, biết hết quy trình đó luôn, thì những cái người này người ta học đến cỡ nào mọi người đó. Thì có phải người ta học như vậy người ta kiếm tiền được là cái chuyện hiển nhiên không đó. Thì ở ở này là về cái công đoạn của phim nha. Thì khi mà idea đó là lên kịch bản á, ừ, idea là mình lên kịch bản mà mình phải là mình người viết câu chuyện luôn á, y như là đạo diễn á. Mọi người cứ nhìn mấy người đạo diễn là người ta sẽ biết hết tất cả. Thì thường idea trong phim trường là biên kịch này không đó. Nói chung là mình không không biết nha. Nói chung là sẽ có một cái người mà người ta sẽ là viết ra một cái câu chuyện, cứ cứ cho là vậy đi. Mình đố biết trong cái chuyên ngành làm đó lắm, nhưng mà cái người mà viết ra câu chuyện đó thì tất cả khung cảnh hay tất cả nhân vật hay là tất cả mọi thứ nó diễn làm sao á, là tuy là người ta không làm được nha, chứ đừng nói mày làm được không, mày xuống mày chỉ đạo, nhưng mà người ta không làm được, nhưng mà trong đầu người ta biết như thế nào là được, và cái đó là người ta quyết định hết. Mọi người hiểu là quyết định hết là phải làm theo ý thằng này này nó mới ra được một cái bộ phim tốt. Đó là nguyên nhân mà mọi người cứ để ý những cái người mà người ta làm đạo diễn phim rồi á, người ta tại sao người ta phải mời đạo diễn đó về cái hãng phim, người ta mời về rồi người đó muốn tùy chọn, muốn quyết định bất kỳ cái gì cũng được, người ta chọn ra. Thì cái người này là người cực kỳ quan trọng. Nếu mà nói ai ta, ở Việt Nam mình đi, mọi người để ý Trấn Thành đó. Đó, Trấn Thành là một người mà kiểu như từ là diễn viên đúng không, lại ở những cái khâu này này, diễn viên cho là modeling này đi, nó diễn sao cho tốt rồi làm này kia, rồi bắt đầu á, là cũng lên ý tưởng làm phim rồi các thứ, lên kịch bản rồi các thứ. Như vậy thì giờ cũng làm ra phim rồi làm nhạc rồi các thứ, đó là ở trong cái khâu mà quay phim đó. Nó cần gì thì hầu như là anh Trấn Thành là sẽ biết hết tất cả. Nên như vậy đầu óc người ta nó rất là ghê. Thì bù lại người ta sẽ quản lý hết được một cái khâu mà ra sản phẩm. Như vậy thì có phải là kiếm được nhiều tiền hơn không? Nó phải nhiều tiền hơn những cái người diễn viên cùng với người ta chứ. Nhiều hơn anh Đức chứ sao mà chơi chung anh Đức được, nhưng mà trình độ nó khác. Mọi người hiểu không? Nổi tiếng Đức Media có cơ hội làm không ai? AD là kiến trúc sư ấy, Molin là ông thợ xây. Tức là thằng idea là phải là thằng biết tất cả các phân loại dưới đó thôi. Đúng rồi, người idea là người là như vậy đó. Nên mình đang nói về một cái quy trình á. Mọi người biết trùm cuối là ai không? Là mấy này này. Nhưng mà mấy này trùm cuối phải có tiền nha. Nhưng mà thực ra cái này nó không quan trọng lắm. Mình đang nói về mạch thiết kế thì nó không có tiền trong đó. Nhưng mà những cái người này người ta có thể là người ta xin một cái nhà đầu tư nào đó thì nó sẽ chia lợi nhuận tiền bạc rồi các thứ, nó sẽ quyết định. Nhưng mà bây giờ mình nói về một cái khâu sản xuất tiền của mình á, thì cái người này là cái người mà gọi là học thức mà gọi là cao nhất luôn ở trong cái ngành art của mình luôn á. Chứ không phải là mọi người vẽ 3D cái là lên AD là cao nhất đâu. AD rồi senior gì, AD của một cái khâu cái gì, quản lý ở trong một cái khâu nhỏ xí này à. Nó còn những cái khâu khác AD nó không không có thể quản lý, không có biết được. Nên mình hoặc là lead của cái team layout đi, lead team layout cũng là một cái thứ nhỏ xí ở trong một hàng đống một cái khâu khác nhau nè. Đó, nên mình có là lead ở layout thì làm cái gì nữa tiếp theo đó. Nên đột má nói kiểu này mấy cái ông mà đang lead đồ mấy ID ở mấy công ty đồ tém tém lại bớt nha. Mình đang nói chung, nói về tổng thể chứ không phải đánh giá mấy anh mấy chị đồ là dở đâu, khổ lắm. Nói mà không không biết nhìn kiến thức vô ở trong này ngồi cãi thì thôi thua luôn á. Ai ai nấu tiếp.
cứ bắt bẻ một câu nói không à, chứ còn lại không nhìn về cái chung. Còn ông nào mà dám cảm thấy leak ID mình là giỏi, mình là trùm á, thì cứ coi mấy khâu khác mình dám mình làm được không nha, rồi nói chứ nói mà nói bậy mấy đứa chửi khối anh tôi. Nói toàn phải rào trước. ID như hoàng đế luôn ấy đó. Không thiệt mà, cứ có nhiều bạn cứ kiểu như nói mình có một câu à, rồi xong ấy mình nói như vậy rồi lại đi đi nói đe, bắt bẻ đe, gây quơ rồi các thứ. Mình đang nói về một cái tổng thể chung một ngành, nếu mà cảm thấy không có đúng á thì nói lên cái câu chuyện mình đang nói này không đúng chỗ nào, nói mình nghe góp ý rồi mình đổi. Còn lại tự nhiên thấy cô bây giờ AD luôn. Trời ơi, mang Modeling, mọi người biết cả chục năm mới lên AD, đâu có giỡn đâu. Giờ kêu AD chưa ngon đâu, AD mà ghê gì, AD cũng là công nhân rồi các thứ. Cái dạy nghe dạy nhột. Nhưng mà giờ hỏi không phải công nhân thì là cái gì? Ở trong nguyên khâu sản xuất nữa kêu ghi khâu sản xuất luôn này. Mà khâu sản xuất cũng phải cái gọi công nhân như mấy cái ngành khác thì mình bị khi mà những cái mình làm á, mọi người bị đánh giá cao quá. Mình nghĩ là mình ghê lên rồi rồi xong ấy kiểu như giờ câu gì ta mấy người mà công nhân quét rác đồ đi, nếu mà ai đánh giá và công nhân quét rác kiểu như câu không không học giỏi mà ra làm công nhân quét rác nha, vậy cơ giờ kêu đứng ở góc độ là gì ta nhân văn đồ cái gì ghê gớm lắm, kêu mày khinh thường mấy người quét rác ư cái gì đó, nên cái đó là sai nha. Những người mà có học thức, người ta học giỏi thì cũng không ai quét rác đó, thì mình phải rõ ràng một cái chuyện như vậy. Mình bây giờ mọi người đều có một cái khâu giúp cho mọi thứ nó tốt hơn, nhưng mà mình phải rõ ràng mình đang ở đâu, mình tại sao mình như vậy. Còn người ta đánh giá đúng thì mình phải nghe. Điền sau gửi cho máy NC lót Ado, em nghĩ chuyên sâu vào một mảng thôi anh, cái gì cũng biết nửa vời thì em nghĩ ra được sản phẩm cũng không đạt kết quả cao. Không, mình cái đó là đúng nha, nhưng mà như mình ví dụ đó, ví dụ như anh Trấn Thành đây. Anh Trấn Thành là người người anh người ta có diễn viên, người ta diễn có giỏi không? Sao tự nhiên người ta lên ý tưởng rồi xem người ta làm ra, ngay cả người ta làm idea luôn, phim luôn. Thì khi người ta làm phim thì người ta sẽ so với cái mức độ, cái cấp độ của phim người ta với phim những người khác. Mà nếu mà phim người ta thành công thì chứng tỏ người ta làm cái đó rất giỏi. Cái này mình đang nói về những cái cấp bậc để dành cho người nào bây giờ người ta quá giỏi một cái mảng, người ta muốn phát triển nữa thì người ta phải biết người ta đang ở đâu để mà thấy những cái thứ mà mình cần học. Ví dụ như bây giờ muốn mà lên làm phim, làm game hay là làm một cái mảng thì mình phải thấy những thiếu, mình còn thiếu mảng texture nè, thiếu anim nè, biết anim chưa mà đòi lên quản lý hết cái khâu 3D. Chưa biết thì học đi. Đó, hiểu không? Chứ không phải là khuyên mọi người cứ học đó rồi xong thằng nào cũng xúm nhau học quá trời rồi làm ra y như một niêm, một cái đống cứt bầy nhầy ra tùm lum hết thì chết. Là không có cái khâu nào ra cái gì luôn á. Rồi xong cứ làm nó banh chành ra hết. Giống như bây giờ mọi người, bạn nào mà học đàng hoàng ra vô công ty game rồi làm, rồi bây giờ nhìn lại mấy cái bạn mà làm YouTube mà dành cho thiếu nhi rồi á, mấy bạn nhìn thấy nó rất là kỳ đúng không? Modo cũng ra cái gì, anime cũng ra cái gì hết, thì nó cũng ra được một cái sản phẩm thì nhìn vào đó nó rất là mắc cười. Hiểu mọi người. Đó thì những cái mà mình nói mọi người là ý là nó có bao nhiêu đó thôi. Đó là những cái khâu dù cho mọi người đang ở cái khâu nào nó cũng rất là nhỏ bé thôi, thì mình để mọi người để ý đi. Ở trong công ty mình bảo đảm một công ty nó vận hành, nó luôn luôn có một cái người mà người ta biết hết mấy khâu này. Nếu mà ở mấy công ty ấy, nó gọi là chắc là project manager đó. Mọi người sẽ tìm người đó, người ta sẽ biết hết mấy cái khâu này quản lý. Mà những cái người mà đang làm được cái phần đó thì người ta lương người ta cũng sẽ cao hơn, người ta sẽ quản lý mấy team nhỏ. Thì dành cho ai phát triển nha, cái này là dành cho mấy bạn lớn luôn. Bạn lớn thì nghe thì nó đúng, nhưng mà thực ra cái lúc mà mấy bạn mới bước vào ngành á, mấy bạn nên biết cái này để mình có cái hướng đi nó xa hơn. Đừng có bị là mình đang đang làm modeling đây, mình cảm thấy bây giờ trong modeling tao là trùm rồi, tao là giỏi nhất rồi, tao không cần phát triển nữa. Như vậy kiểu giống như mình đang ếch ngồi đáy giếng á, mình đang ngồi ở một chỗ rồi xong ấy bây giờ mình so với những người mới rồi mình là giỏi các thứ, nhưng mà
Để cái con đường mà phát triển lấn qua một vài khâu như thế này là học muốn chết luôn rồi. Nó học sao cho lên như thế này là ok. Ai mình bảo đảm ai cũng có cái suy nghĩ là mình muốn làm gì đó riêng của mình muốn làm phim riêng của mình muốn vẽ nhân vật riêng của mình để ai cũng nhìn vô hết á. Ai cũng có suy nghĩ đó hết, là ai cũng muốn làm thành cái idea này, không ai muốn là à, mấy thằng quỷ này nó nói mình cái mình phải sửa đổi. Nhưng mà cái muốn với cái mình làm á thì cố gắng làm sao muốn mà mình làm được. Rồi lúc đó vui lắm. Lúc mà đang ngồi làm này vui chết đi được. Hiểu mọi người. Thì cái khâu mà khâu này nó cũng sẽ tương tự như cái khâu game. Khâu game thì người ta cũng sẽ làm một cái idea. Người idea đó người ta sẽ muốn chơi một cái game hay gì hết thì nó sẽ chia ra mấy cái người gọi là làm game design và các cái khâu mà về code đồ kiếp đồ các thứ á, thì nó cũng sẽ chia nhỏ cho nhỏ này ra để rồi xong ra nó vận hành là một cái con game đang chơi thì cái thằng idea này nó vẫn là một cái thằng như vậy thôi à. Mọi người phải hiểu mấy cái khâu nó hoạt động như thế nào, game nó ra làm sao, game nó up lên server sao, bán làm sao, qua khâu kiểm duyệt này kia rồi tập lâm hết vậy đó thì cũng phải là nắm hết đúng không? Ai làm game là chả muốn làm cho mình một cái game nhỏ lớn hay thôi. Đúng thôi, hiểu biết nhiều thứ nhưng phải giỏi một thứ. Em đang làm modeling 2 năm, em muốn chuyển sang công ty khác để làm anime nhưng em chưa có kinh nghiệm làm anime phải xem lại từ đầu. Như vậy có phân tầm ưu tiên hơn về người làm modeling nhảy sang anime không ạ? À? Như vậy. Như vậy họ có quan tâm ưu tiên hơn người làm modo nhảy sang. À, nếu mà công ty Việt Nam thì nó sẽ ưu tiên đó. Công ty Việt Nam thì nó sẽ thích là một người làm hết tất cả. Còn công ty nước ngoài thì mọi người đang là công nhân thôi. Và mọi người đang làm giỏi cái gì nó sẽ lấy cái sức lao động của mọi người đúng cái khoản đó. Chứ nó không phải là nó lấy tự nhiên bạn làm anime cùi bắp đi. Và tự nhiên modeling mọi bạn làm cho nó có tiền nhiều hơn. Vậy nó kêu bạn làm anime để làm gì? Nó sẽ lấy sức lao động của mọi người để vào cái này. Còn Việt Nam mình muốn một thằng làm hết đống này cho tao mà phải tốt ngang cái tuổi Hollywood nha. Tất cả hình rep đồ ngang Hollywood hết. Thời gian thì phải làm gấp đôi, nhanh hơn gấp đôi tụi nó. Chứ còn chậm hơn thì trễ deadline không được. Đó. Việt Nam mình bá đạo đó đến bao giờ mà có sản phẩm nào ngang tụi nước ngoài đâu. Cái đó thì ôi rồi ôi mấy anh làm công ty nghe nhột dễ đanh đạch ra nhưng mà không làm gì được hết. Cái thằng nằm dưới sàn nhà nghĩa là sao anh? Thằng nào ta? À, thằng này á? Cái thằng này là thằng diễn nè. Thằng kiểu như diễn animation đó, nó diễn mấy cái công đoạn. Ví dụ như để mà cái bước này tới bước này đi đánh tới thì ít nhất gì nó diễn thử để nó biết được là cái đoạn đó mấy giây để nó cắt ra. Chứ bây giờ kiểu đánh ngã xuống cái cho lỡ trên này ghi 10 giây, ngã kiểu gì ngã 10 giây. Thì khi mà nó ngã kiểu nó diễn sơ như vậy nó biết à cái cảnh đấm vô này là 1 giây thôi là nó sẽ là cái mấy thằng dưới này nó sẽ vẽ cái khung cảnh khác à nằm xuống nó như thế nào là cứ mấy thằng này là nó gần như là nó đang coi một cái bộ phim từ đầu là rồi đó nha trên này là nó đã coi phim nó có phim nó coi luôn rồi đó rồi dưới này nó bắt đầu hoạt động nha chứ không phải như Việt Nam mình làm ở trên này thì chưa có chưa rõ ràng ra bên này này ngồi quay ngồi sửa thấy bà luôn rồi lên trên này cái tự đổi kịch bản trên này luôn đó đỉnh của Việt Nam cái đó là mình đã đi làm ở công ty rồi mình biết nha. Nghe đau đầu quá. Cái nhìn của Hưng về 2D nó vẫn trụ vững chứ nhỉ? Nó có thua 3D nhiều không? Ủa nói giờ ngồi phân ra 2D với 3D trụ vững. Thằng 2D là thằng đã vẽ design concept nè. Nó là cái thằng bắt mấy thằng 3D này vẽ ra giống nó nè. Đó, vậy thằng 2D hơn hay là thằng 3D hơn? Thằng 2D nó thành lên ý tưởng nó sẽ nhiều hơn nha. Nhưng mà giờ ý tưởng nó không phải là 2D hay 3D mà gọi là thằng design nha. Design nó không có gọi là 2D hay 3D. Nếu mà cái concept cái ý tưởng đó lên bằng 3D nó vẽ nhanh hơn thì sao?
Bây giờ mình nói chuyện giờ đỡ một người 2D mà người ta vẽ cho nguyên một cái thành phố nó rộng cả 100.000 m² hay gì đó, nhà cửa rồi đổ bể tùm lum, khói lửa rồi tùm lum hết, thì 3D nó dựng có thể là nhanh hơn đó, nhanh hơn mà đẹp hơn, không gian đồ ngon lành đó, chứ 2D ngồi vẽ thấy bà luôn. Nên mình nói chung là mấy bạn cứ thích phân ra 2D 3D chứ. Rồi xong cái kiến thức là phải học lại 2D rồi mới là kiến thức nền rồi các thứ, thấy đúng là mấy cái người đố biết gì. Mấy cái người Hello anh Thân. lưu quý đó, sớm về vô chém gió gần thành cấp bảo rồi mà quý mới vô. Không, em không có thích thị phi. Con người ngoan hiền không thích thị phi. Vậy tính ra như bộ phim Avatar người ta làm ra cũng đâu từ nhiều thứ lắm anh vậy, cũng đầu tư. Trời ơi, bộ phim người ta toàn là đầu tư mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô không mà hỏi không có nhiều thứ là cái gì. Giờ coi thử có bộ phim nào ở nước ngoài mà nó đầu tư gói giá cỡ dưới 10 triệu đô đồ các thứ đâu, toàn là mấy chục triệu đô không đó, đừng có đùa khổ. Do gì hiểu thành đó là thị phẩm. Trước em xem trên Facebook thấy chi phí một tập phim 3D là chi phí hơn tỷ sợ thật. Tiền tỷ với triệu đô rồi là nhiều lắm. Trong quy trình này anh học được nhiêu rồi? Trong quy trình này mình nói chung mình đang đang lên tới cái design này nè. Mình đang học lên tới design này đó, còn mấy mấy cái này thì mình có biết qua nha, ý như mình nói đó, mình sẽ biết qua, không phải là mình giỏi nó nhưng mà mình phải biết nó là hết tất cả là nó hoạt động sao và cái nguyên lý nào nó sẽ là tốt, thì trong cái đó những cái mình chuyên nhất nó là modeling, chứ còn lại mấy cái rig animation rồi tất cả mọi thứ là mình biết hết. Layout là nó là bố cục của bức ảnh đó mọi người. Bạn nào cái chụp hình hay là gì thì mọi người canh góc. Chào Làm bạn. sao cho bỏ đồ đẹp. Trời bây giờ Hello mới bao. vô. Mới vô luôn bao ơi. Thành cứng như vậy thì chết rồi. Tưởng là Phim Avatar mấy chục triệu, 400 mấy chục triệu đô rồi, những năm 2000 đúng không? Em làm freelance nên cái gì cũng làm, thì liệu tới năm 30 tuổi có thể đi xin việc công ty không anh? Ủa, nếu mà bây là giờ lúc mình mình làm còn freelance sợ. được thì mình đi xin công ty được chứ cần gì phải đến năm 30 tuổi xin đi công ty là sao ta? Nếu bây giờ mình đang đi làm freelance, mình đang có giá trị thì khi mình ra công ty ngay bây giờ luôn là mình đã có giá trị, là mình đã đi làm được rồi. Còn kêu đi làm freelance mà ra không công ty nào nhận thì coi lại freelance mình có vấn đề đó, tội nghiệp mấy anh khách. Mod biết gì giờ này, chủ kênh giờ này, hôm nãy giờ, mod giờ mới vô. Gọi hồi nãy hẹn giờ, hẹn mọi người sai giờ quá, mình bị delay trễ giờ. Rồi những cái này là những cái mà mình thấy là có nhiều bạn sẽ biết được cái quy trình này nè, nhưng mà thực ra mọi người biết quy trình là biết vậy thôi, chứ mọi người không có định hướng rõ ràng là mình sẽ làm gì để mà mình phát triển thêm á. Còn lại đa phần là mọi người sẽ vô trong công ty á, thì mình bị là kiểu như là đợi đời đưa đấy, ai đưa đấy như thế nào đó là tùy. Mọi người đi tới đâu tới hết cái cuộc đời của mọi người như vậy rồi. Nhưng mà có những người á, người ta ao ước là người ta sẽ là như thế này nè, người ta muốn có một cái bộ phim riêng, người ta muốn có một cái ý tưởng gì đó riêng, thì những cái bước này người ta sẽ cố gắng người ta đi qua hết để người ta hiểu hết. Thì bảo đảm là cái người mà quản lý cái team này luôn này, mình nói là team ví dụ như Project Manager á, là người ta sẽ biết hết những cái này, nhưng mà người đó đâu có làm giỏi đâu đó, nên mỗi cái quy trình nó khác, nhưng mà người ta biết những cái khâu nào giúp cho gì và khi mà sản phẩm nó ra không đẹp thì nó do cái khâu nào đó, thì mọi người phải hiểu về như vậy. Nên mình học là bây giờ cái mọi người đang muốn phát triển về kỹ năng là mình là một thằng thợ mình làm cái đó tốt hơn, hay là mọi người muốn mình phát triển về cái kỹ năng về tư duy đầu óc này, mình nói này, tư duy đầu óc là mấy mấy cái trên 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 này nữa này, là cái mà người ta sẽ quản lý nó nhiều hơn một cái khung cảnh ở trong một bộ phim đó, ngay cả cũng là phát triển và kỹ năng mà mọi người nhìn này,
cái thằng vẽ storyboard có phải là cái thằng nó vẽ xấu hơn cái thằng vẽ design, cái thằng lên concept không? Nhưng mà tại sao cái thằng storyboard nó vẫn quan trọng hơn thằng design này? Bởi vì nó tưởng tượng nó rất là nhiều khung hình. Mọi người nghĩ đi, một cái bộ phim mà 1 tiếng mấy thì cái khung hình của mấy thằng này nghĩ ra thì nó thôi rồi luôn á. Cái đầu óc của nó và các cái khung hình góc cam rồi các thứ nó nhiều gấp, chắc cũng phải gấp cả 100 lần những cái hình từng thằng ở đây vẽ luôn đó. Nên nên mọi người phải hiểu một cái chuyện là cái đầu óc khi mà mình luyện tới đó nó tư duy như thế nào nha. Thì bạn nào thích cái nào làm cái đó thôi, chứ khi mà làm cái này thì cứ đòi sáng tạo, rồi cái thằng sáng tạo thì cứ thích người ta, đừng có feedback đừng này kia, không có thay đổi thì mình xác định nó kiểu như cứ đứng núi này muốn núi nọ thì không được. Nghe có vợ rồi mà cứ ăn ngồi suốt ngày tơ tưởng em hàng xóm thôi chết rồi. Như vậy là cuối cùng là banh đó nha. Hưng tự học hết 10 bước dưới đi ra phải không, hay thời Hưng phải qua trường lớp? Mình đa phần tự học hết nha, ở trên mạng cũng có hết, giờ YouTube nó còn có hết rồi. Mà về phần 3D là mình không có qua trường lớp, nhưng mà dưới này thì toàn 3D không. Em vướng gia đình, con nhỏ nên đợi tụi nhỏ đi học mới đi làm công ty được, freelance ở nhà vừa làm vừa trông con. Ừ thì nếu mà mình cứ mình làm công việc được thì ra công ty được à, không cần phải 30 tuổi hay gì đâu. Anh thấy trong quá trình làm việc thì cần có tới ngoại ngữ không anh? Mình thấy cần nha. Nhưng mà mình như mình này, hiện tại như mình này, mình là một thằng làm trong công ty, nhiều công ty luôn rồi, mình là ngu tiếng Anh nhưng mà mình vẫn sống được. Thì cái ngoại ngữ có là tốt, nhưng mà không có không phải là nó chết nha. Chứ không là mình là chết lâu rồi. Thực ra mấy bạn nào nhà thành phố hay nhà có điều kiện đồ thì học ngoại ngữ nó dễ, chứ mình ở thôn quê mà từ nhỏ đâu có học đâu. Không có học thơm bên ngoài đâu á. Mà ngay cả ở thành phố nữa, bây giờ mọi người biết tiền cho con học ngoại ngữ mỗi tháng tiền không đó. Mình thấy mấy đứa nhỏ mà học ở bên Ayla đồ các thứ là mình thấy là, hoặc là Anh Văn Hội Việt Mỹ đồ các thứ đó. Mình thấy mình người lớn đó mà mình chưa có tiền nữa, mình vô mình học, mấy đứa nhỏ xí đó, vô nó học ra nói tiếng Anh như gió rồi thì thôi thua. Nên mình cái quan trọng của cái ngành đó, mình phải biết á, là mình biết tiếng Anh để làm cái gì á, mình trả lời được câu hỏi đó thì mình học, chứ đừng có nghe mấy cái trung tâm dạy tiếng Anh hay là những cái người người ta đang dạy tiếng Anh á, người ta nói là à tiếng Anh là quan trọng cần phải học đi, nó sẽ giúp cho lương cao hơn độ này kia, cái đó là người ta đang quảng cáo, người ta lùa gà để cho mình đi học người ta, hiểu không? Chứ trong cái ngành vẽ bây giờ vẽ đẹp vẽ xấu nó mới tạo ra cái giá trị tốt cho cái thằng idea này này, chứ thằng idea này nó đâu cần thằng dưới này chém tiếng Anh với nó đâu, miễn mà vẽ tốt là được. Tao đang nói chuyện với mấy thằng trên này thôi đó, mình phải hiểu như vậy rõ ràng. Ngay cả thằng shop tiếng Anh đi, thằng shop biết tiếng Anh cũng tốt chứ, tự nhiên giờ thằng shop nước ngoài qua Việt Nam tự nhiên xuống gặp mấy công nhân cái nó hỏi thăm, cái công nhân lên chém tiếng Anh với nó ngon lành, nó, ừ cái thằng này được nói chuyện vui dễ rồi, còn chuyện mày mày may đi chứ, chừng nào mà biết thiết kế đi rồi mày lên nói chuyện tao, hoặc mà biết quản lý đi mày lên nói chuyện với tao, chứ tự nhiên giờ thằng công nhân ngồi may đồ không mà giờ cứ đòi biết rồi tao tăng lương lên đấy. Tự nhiên giờ hai hai thằng cùng may như nhau, giỏi ngang nhau đó, rồi thằng này biết tiếng Anh thằng kia không biết, thằng shop nó biết này biết tiếng Anh đây, mà nhiệm vụ mày là giờ may đồ thôi, giờ biết tiếng Anh đòi tăng lương cao hơn chi vậy, chi giờ tốn tiền, hiểu không? Nó rõ ràng cái đó. Còn tiếng Anh nó sẽ giúp cho mình để lên tài liệu, mình lên mạng mình thấy cái cách may của thằng kia nó hay quá, nó chia sẻ đồ thì cái đó nó có lợi sao không lợi. Nhưng mà lợi là lợi ở những cái điểm nào, cái đó mình cần phải chú trọng cái đó hay không thì mình phải rõ ràng về cái vấn đề mình hiểu. Thích làm thợ. Anh Thợ thì không cần đâu. làm thợ thì không cần 3D đâu. Làm thợ chỉ cần biết vẽ thôi. Anh có mục tiêu gì trong tương lai không? Trời, mục tiêu mình đầy. Mục tiêu mình là có nhà cửa xe cộ, có gia Mà một đình cái ấm mà êm, đúng là vừa con cái nghe lời. ở một trung tâm chứ quên mất. Ừ, có nhà penthouse đồ các thứ,
Mục tiêu của mình không đó mọi người. Biết làm gì hay hay quá. Đủ để làm việc. Ở đây cho em hỏi ngành 3D này cần bằng học đại học không ấy. Em cảm ơn. Lại là lấy mình ra là một ví dụ. Là mình là không không có bằng đại học gì hết. Mình đang có bằng lái xe thôi. Và mình làm tới giờ này. Thì bạn muốn làm được như mình không? Hay vẽ như mình không? Còn bạn muốn hơn nữa thì bạn có thể bạn hỏi những cái người mà hơn nữa người ta có bằng không? Nói chung là đến mức phát triển thì mình thấy là cái bằng nó không đánh giá được nha. Đánh giá được là bạn chém gió tới đâu thôi. Modeling. Mà trong khi mình không có bằng đại học mà mình đã đi dạy ở trong trường. Phải mất cái trường nói thiệt chứ. Nó nó tiêu kiểu nó không có chơi kiểu đánh giá giống người ta gì hết. 3D modeling có quan trọng bằng cấp hay vào công ty không ấy? Dù sao hai hai bạn hỏi cùng luôn này, không cần nhé. Đại học 5 năm nhưng chưa có thực tế, còn thua thêm này. Cả một ngày đường nghe bạn bạn tư liệu tiểu học này nói chuyện. Quá Đừng quá có thầy Hưng đồ trong này, khổ quá. Anh lên cấp project manager chưa? Mình lên cấp cấp gì ta? Cấp cao thủ luôn rồi với cấp project manager làm gì? Lên cấp chém gió thành bão. Hưng vô. Em thắc mắc là thằng vẽ concept đưa cho thằng 3D dựng model texture mà lúc lên texture mình không biết để tả ra được cái texture đó thì làm cách nào để dựng đúng cái chất liệu đó anh nhỉ? Nghe của à. Nếu mà mình vẽ ra cái chất liệu á thì thường mình vẫn sẽ nghe cái thằng design á. Cái thằng design là cái thằng mà nó duyệt các cái bản thảo của mình vẽ ra nó đúng ý của nó chưa, chứ không phải mình lên chất liệu thì nó không được. Nhưng mà thường nếu mà bạn lên không được á thì bạn sẽ có ID của bạn để hướng dẫn cho bạn là làm đúng ý. Thường những người, cái đó người ta sẽ trao đổi với cái bên mà duyệt cái mô đồ của mình ra cuối, nên không không có lo. Hello. Hello Minh Mẫn. Tại em bây giờ mới học 3D đó anh, em mới tìm hiểu tập làm để xin vào công ty làm nên hoang mang vì em không có bằng cấp nào. À, cảm ơn. Không có bằng cấp không sao đâu, đừng lo. Mọi người hay đi học cứ cái đơn giản tại sao mọi người lo vào bằng cấp á, là mọi người đã được trong cái nền giáo dục của Việt Nam mình tiêm vô từ đầu đời của phụ huynh rồi tiêm vô đầu của mấy bạn. Như lúc đầu mình nói về cái chuyện mà giáo dục á, nó hù mấy bạn về chuyện à, tụi bay không nghe lời thì tao sẽ đánh giá trong cái hạnh kiểm ở trong cái số học bạ của tụi bay, rồi sau này tụi bay đi làm thì sẽ bị đánh giá thấp đồ các thứ đúng không? Thì hôm trước mình đã có hỏi mấy bạn luôn rồi, bạn nào cũng bị hết. Nhưng mà nếu mà bất kỳ bạn nào đi làm thì bạn biết rồi đó, ai thèm coi học bạ của mấy bạn làm gì nữa. Nên đó là một cái sự tiêm vô đầu của, nói chung là đỡ hù mấy đứa nhỏ sợ học bài à, tụi bay nghe tao. Giống như là mọi người thấy là ở trong nền giáo dục rồi đó, có mấy cái hình mà biếm họa đó, bạn nào có cái cánh này cái hiện ra cái bóng đèn nó đập bờ bóng đèn rồi cắt luôn cái cánh luôn nữa, tụi bay nghe tao thôi đó. Nên mình là một cái thằng mà như mình nói mọi người rồi đó, mình hồi mình đi học là mình là một thằng mất dạy, nên mình không có được dạy ở trong cái nền giáo dục đó, nên mình bây giờ nó khác. Nên nếu mà bạn nào ở trong nền giáo dục đó cảm thấy nó khó chịu thì ráng mà chịu đi nha, chứ cũng sao đâu. Học xong khóa Viking rồi mới được đăng ký khóa nâng cao mà. Không, cái khóa Viking chỉ là cái khóa mà để cho mọi người xem cái cách mình truyền đạt, với xem mọi người học online nó có ổn hay không á. Chứ còn lại cái khóa của mình là thực ra nếu mà bạn nào thích học nghiêm túc á thì mình khỏi học Viking, mình vô mình học trực tiếp cũng được luôn nha. Như vậy nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Vì học Viking không có được hỗ trợ liền, thì hỗ trợ sớm thì nó vẫn tốt hơn. Hưng ơi, tôi thích học dựng phim 3D cho những kịch bản ngắn dành cho giáo dục tiểu học. Hưng khuyên tôi nên học từ đâu? Thì trước tiên mình học mô đồ đấy, mô đồ này, cái bức mô đồ này là ra nhân vật, rồi xong texture, rig, rồi animation,
Chứ làm nghiêng một cái clip thì phải học hết nguyên cái khâu, hết hết cái quy trình này luôn luôn ra rồi. Dựng cái phim 3D thì đang nói về cái phim 3D thì ít nhất gì cái bạn mà tư liệu tiểu học thì bạn phải là cái thằng ID này này, ấy lộn idea này này đó, thì bây giờ học hết đống này đi, có hết luôn rồi mà hỏi gì nữa. Trước tiên là cái này nha, chứ không phải là 3D nha. Có câu chuyện đã, câu chuyện rõ ràng ra chưa? Muốn diễn tả ý gì, muốn cho tụi nhỏ học cái gì gì gì. Ra storyboard, làm thì phải biết mấy phút chứ không phải làm cho đã rồi xong ra dài em thà em thượt ngay coi. Đó. Hình ảnh ra sao? Mà nói chung là mấy cái này làm hết đi. Thành ra. Em thấy công đoạn nào cũng quan trọng, ví dụ trong một game cốt truyện thì biên kịch là quan trọng nhất. Game chặt chém thì chả cả khấu rô đất quan trọng. Game thế giới nó thì thằng design quan trọng. Ừ, khâu nào quan trọng chứ, làm gì trong một cái bộ máy hay trong một team mà có một người trong một cái team nó có vấn đề là nghiêng cái team có vấn đề, ảnh hưởng chung. Nên thằng nào mà trong đó ăn hại là nghiêng đám giặc mỏ nha. Chào anh kênh. Bằng cấp không nói lên sự giàu có, bằng cấp chỉ là tờ giấy thôi. Không, bằng cấp nó giống như là một cái chứng chỉ mà mình đã đạt qua, thì cái chứng chỉ đó nếu mà trong cái môi trường người ta chơi chung với nhau, ví dụ như giờ bằng cấp nói không quan trọng, nếu bạn xin vô nhà nước đi bạn sẽ thấy bằng cấp không quan trọng đi, vì cái nền giáo dục của nhà nước mình là người ta để nói ra để cho mọi người bằng cấp mà, rồi xong bây giờ bạn đang chơi chung với trong cái nhóm đó bạn kêu bằng cấp không quan trọng thì nó đâu được đó. Còn khi mà bạn chơi ở một cái nhóm khác thì nó sẽ có cái cách chơi khác đó, nên nói chung là mình phải biết là mình chọn một cái gì, chứ nói bằng cấp quan trọng, về học ngành y cái bằng cấp quan trọng thấy mắc cười không đó. Anh ơi, nếu em bắt đầu xin visa ở tầm 29-30 tuổi thì các công ty có đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn so với mấy em nhỏ không? Không nha. Vì cái chất lượng của một cái thứ mà mình đánh đổi lại được là bằng tiền, và tiền ngang nhau thì cái sức lao động ngang nhau nha. Chứ không phải là tuổi lớn hơn là mình phải làm giỏi hơn nó mới đánh giá tốt. Mình làm ra sản phẩm nó đúng nhận được 5 triệu thì người nhỏ làm ra 5 triệu thì nó cũng là đúng theo cái đó thôi à. Em đang học 3D ngồi trung tâm và hiện giờ em mới năm nhất cao đẳng ấy. Sau khi học xong thì không biết kiếm việc có dễ không, một người chưa có bằng tốt nghiệp mà. Không tốt nghiệp không sao nha, không tốt nghiệp cấp 3 cũng được luôn á. Cái ngành vẽ này thì nó sướng chỗ là kêu không bằng cấp, nên cái chuyện bằng cấp đừng quan tâm đây. Nhưng mà cái chuyện học xin việc có dễ hay khó là cái chuyện là mình có làm cái đó giỏi hay không. Mình làm cái đó dở đi thì sẽ thấy nó khó khăn đó, mà mình làm cái đó nó tốt thì mình xin việc nó tốt. Khâu cấp vốn dự án quan trọng nhất. Đúng rồi, cái này là cái mà nó sẽ chết từ trong trứng nước này. Bạn này chốt câu quá chuẩn vãi luôn. Tất cả những khâu này chết hết nếu không có tiền. À, bằng cấp sau là tờ giấy, bằng cấp là mức độ đánh giá, còn thực hiện công việc đó giỏi hay chăm thì là năng lực. Đúng rồi, bằng cấp là nó có giá trị, nhưng mà giá trị cái sân chơi, nói chung là có những cái sân chơi huân chương đồ các thứ thì ví dụ như hồi xưa đánh trận hay cái gì đó trao huân chương đồ đó đi, thì đạt được cái huân chương đó thì muốn đạt được huân chương đó cũng không phải dễ đâu. Nên nói chung là cái bằng hay là cái huân chương hay là cái chứng chỉ hay là một cái thứ gì bất kỳ nào đó thì trong cái sân chơi đó người ta đỡ, ví dụ như bây giờ kêu mà sân chơi huân chương của mấy ông đại tá đồ hay là cái gì đó đi thì mấy cái người người thường như mình có quan tâm đâu, có thấy đó có giá trị gì đâu. Nhưng mà đối với những cái cấp bậc ở trong đó thì người ta sẽ thấy cái giá trị như vậy. Nên tùy vào mọi người, mình biết là cái thứ sắp tới mình chơi nó là cái gì là được. Cấp vốn dự án là không anh, em thấy tùy theo dự án game, nhiều game 2 pixel thì cần gì khâu rô đất giỏi, game chặt chém thì cần gì thành story idea giỏi anh. cái đó là bạn đang nói một cái game nó đố có giá trị gì thì bạn nói như vậy được, thì những cái thứ mà nó không có cái gì tốt á
Thì nói chung một bộ phim đi, giờ không có cái cốt truyện đi, người ta vẫn làm ra bộ phim được mà. Bộ phim đó người ta sẽ chơi cái cốt truyện dở, thì bạn như nói, bạn đang nói về một cái game thì mình không thấy cái game nào mà cái game mà nó thành công mà nó không có cái gì hết. Nó phải có nhiều cái yếu tố trong đó mà mình không không biết đó, chứ không phải là mình phải lược bỏ ra hoặc là cái khâu nào không giỏi. Vậy bây giờ nếu mà tất cả khâu giỏi thì cái sản phẩm nó phải ngon nhất không? Đó, mình đang nói về tất cả những này, tất cả mọi thứ đều đỉnh hết đi, thì mình sẽ có một cái bộ phim rất là đỉnh. Tin vào mỗi công đoạn, và mỗi công đoạn nào trong cái đống này có một thằng dở thì cũng không được luôn nha. Có một thằng dở thì cái trong cái phim nó sẽ có cái điểm trừ trong đó. Nếu mà bạn nào coi mà mình đấy nữa, mình chỉ thấy cái phim Transformer mà gần đây nhất thì chắc cũng cách đây mấy năm về trước á, là phim đó nó vừa dài mà nó vừa lỗi tùm lum tà la đó, FX mấy cái thứ nó đổ vỡ rồi, là nhìn da trân à, thì nó không không bằng hồi xưa. Rồi mọi người có cái gì đó, mọi người hôm nay hiểu được hết mấy cái quy trình mình nói chưa? Mấy bạn trên YouTube này, các bạn YouTube là coi nhiều, mấy bạn bên Discord này mới vô không, mọi người hiểu hiểu cái chủ đề ngày hôm nay mình nói chưa? Đó là nó sẽ là như vậy, nên bạn nào muốn phát triển hay gì đó thì mình sẽ nắm hết mấy cái này nè, nhưng mà mình sẽ có những thứ mà mình muốn làm thợ thì mình làm kỹ một bước để mà cái kỹ năng của mình là tốt nhất, còn mình muốn mà nó phát triển lên hoặc là muốn nhiều tiền hơn luôn đó thì cái đó mình bảo đảm luôn nha, bạn biết nhiều hơn trong những cái khâu này thì bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Còn kiểu như bạn biết nhiều hết, bạn bây giờ cho hôm nay mọi người thấy mình chém gió rồi đi, rồi xong mọi người tự nghĩ là à mấy khâu này tao biết hết, hóa ra gì vẽ mấy cái tào lao như thế này thì bạn biết hết, nhưng mà cái mỗi cái khâu này bạn biết có chút xí xí à, bạn biết có một 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 đi, cứ mỗi này cho một điểm hết đi thì cái sản phẩm tổng thể của bạn là một điểm, thì cái một điểm đó bạn sẽ thua một cái thằng 10 điểm ở đây này. Ví dụ Molin một thằng đó nó làm 10 điểm thôi thì em bán 10 điểm này nó kiếm tiền hơn cái bạn biết hết tất cả mà có một, đó là cái chuyện hiển nhiên nha. Nên nên cái bước mà cày hết tất cả, y như cái kiểu như có nhiều cuốn bí kíp mọi người phải học hết á, thì chỉ cần là lúc đầu thì bạn cua bắp thôi, chứ nếu mà hết tất cả này đều bảy hết á thì bạn hơi bị kinh rồi đó. Bạn sẽ hơn cái người mà trong khâu này người ta sẽ biết tới 10 luôn. Nên cách mà tốt nhất á, quên cách đó mọi người phát triển chứ, phát triển tốt nhất là một cái lên tới 10 đi. Là một cái ví dụ như giờ mình này mua lên này 10 điểm đi, mình vẽ đẹp đẹp được một tí rồi giờ lên mới ngồi chém gió với mọi người, chứ không mình vẽ xấu quách rồi giờ mình có biết thêm mấy cái khâu bên ngoài này nữa thì mình chém gió ai mà nghe. Đó, nên ít nhất gì một cái 10 điểm rồi xong để đi kiếm tiền, để có cái mà sống nữa mà lấy cái tiền đó học qua mấy khác rồi các thứ thì nó mới ok nha. Rồi anh, mà em đã được mở rộng tầm mắt. Mình quan trọng là cái tầm nhìn đó nha mọi người. Mình thích sẽ chia sẻ mọi người về cái mức tầm nhìn, chứ còn lại cái lệnh thì ở trên mạng có hết trơn rồi. Mình cũng hướng dẫn mọi người quá nhiều lệnh luôn rồi, nên mình sẽ lâu lâu mình sẽ có những buổi live stream mình nói chuyện như thế này. Chứ nói về mấy cái kỹ thuật mình cũng không thích, nó vừa ngán nữa. Giá như em biết tới kênh anh sớm hơn rồi, em vừa mất 24 triệu cho trung tâm. Không biết đi đòi lại được không? Má cái số tiền 24 triệu lại là cái 24 triệu. Đòi gì? Cái đó coi như là một bài học cuộc sống. Vì cái cách mà mọi người chọn trường ấy, nó cũng có vấn đề nữa. Nói chung đa phần mọi người sẽ thích nghe chém người ta chém gió, mình thích vẫn là lợi ích. Ví dụ như nay mai mình mở ra khóa học 3 ngày mà pro 3D rồi vậy đó, mọi người sẽ ghiền hơn. Chứ cái khóa học mà 3 tháng mới pro 3D thì mọi người sẽ ít thích. Mình sẽ chia sẻ những bí kíp mà mất 10 năm làm nghề của mình chỉ gói gọn trong vòng 3 ngày thôi, đồ các thứ vậy đó. Rồi mọi người học ầm ầm liền.
Nghe nó tôi hiểu cái chung nhất của đồ họa là một sản phẩm nó có những quy trình. Ủa sao mất tiền? Anh nghĩ sao về Flappy Bird? Flappy Bird là anh hơn nha. Đối với mình Flappy Bird là anh hơn. Mấy ông ngồi đi đi ngồi tung hô thấy bắt mệt. Cái người mà có năng lực đã làm game rồi, game đỉnh đó đi thì bao đám người ta sẽ làm cái game nào cũng đỉnh hết, hoặc là game không đỉnh thì nó sẽ được 80% của cái đỉnh kia thì mới gọi là đỉnh. Đây làm ra cái game rồi xong tất cả game khác nó đố có giá trị gì hết, đố có ai thèm chơi. Mà mấy ông Việt Nam hồi lúc dev mình, bởi vì tại sao mình biết cái này á, là vì mình đã từng làm trong một cái công ty game á, xong cứ ăn suốt ngày shop, ăn cứ ngồi so sánh với cái game Flappy Bird đó, rồi xong nói à anh đông anh đánh giá này kia bắt nhức đít. Cái game thì đồ họa chả ra cái gì hết mà đi đánh giá đồ họa của một game khác nhức đít mấy ông á. Mấy ông 3D modeling muốn làm trùm không muốn nghe ai thì chắc theo hướng làm figure tượng keycap. Lương chỉ vì tôi muốn liên lạc với bạn 24 triệu đương nhiên. 3 ngày thành bro có trên mây không thành. À 3 ngày bro, cái vấn đề mình nói là cái chuyện của mình, còn mọi người đăng ký học rồi thì mọi người mất tiền ráng chịu chứ. Cái chuyện mọi người mất tiền mọi người làm được hay không là chuyện của mọi người chứ. Mình quảng cáo mình lừa à, mình lùa kho mới tiếp chứ mình có quan tâm đâu, kiếm tiền mà. Đó là những cái thứ mà ở nơi khác người ta chơi với mình đố chơi như vậy. Mình chơi như vậy sao dám livestream lên chém gió mọi người vô chửi mình sao? Mình giờ mình còn livestream mà mạnh miệng như này là chưa bị ai chửi đó. Nhưng mà mọi người chắc có chửi, chửi cũng không lại mình đâu. Hồi nhỏ giờ mình học học mình cãi ghê lắm. Mình là lý lẽ ghê lắm. hồi nhỏ ông thầy cấp 3 anh ông cãi lại anh ông tức. Ông tức kêu ông ra Không ngoài ông kêu anh đi ra cãi với mấy bà bán cá ngoài chợ. Ông ức. Quý biết gì mà nói quý. Có quý đây nó mới cãi được, không ai cãi được. Nên nên mấy bạn mà đòi chửi mình với cãi với mình chắc mấy bạn chắc không có cửa đâu. Hồi xưa mình định nếu mà mình cãi giỏi như vậy thì mình sẽ đi học luật sư đúng không? Đó, hồi mình tính là mình đi học luật sư rồi đó. Mà thấy kiểu học luật sư học bài nhiều quá mà mình lại ghét cái học bài. Nên mình mới quyết định là không học đó chứ. Chứ không làm luật sư. Tài năng mà Ủa? mọi người từ nhỏ tới lớn là thầy cô là mình bật đều thắng hết. Thầy cô toàn ấm ức không à. Ủa mất một nhân tài. Ừ. Em học khóa 70 triệu vì muốn học từ căn bản, được học cả modeling, nhưng thời lượng các môn hơi ngắn nên cũng không biết đầu ra với đâu không. Ừ, đầu ra của bạn là bạn nhận ra là à mấy cái đó nó nhiều quá thôi mình làm một cái đó, nên mình mới nói mọi người là mình chọn một cái mình học tốt rồi bắt đầu mình lan ra, mình lan rộng mấy cái này ra mình học thì lúc đó mình sẽ nói chung là nó sẽ thoải mái hơn. Còn khi mà mới học á mà mọi người cứ thứ mình học một 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 hết rồi xong cầm một đống một để ra đi xin việc nó đã khó khăn luôn nha, bởi vì khi mà ra xin việc á người ta không cần một cái thằng idea mà giỏi, bởi vì người ta đang là idea người ta mới thua mình chứ tự nhiên bây giờ thua hai thằng idea vô đúng không, như vậy là người ta cần bạn làm trong một cái khâu nào đó trong nguyên cái đống này thì nguyên cái khâu này đánh giá bạn có một à, đó nó khổ vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ muốn thu tiền nhiều thì phải vẽ ra nguyên một cái khâu này nữa mà cho mấy đứa nào vô học thu tiền nhiều combo vậy học dài dài chứ bây giờ thu như mình 5 triệu học xong đi làm bạ rồi đâu đứa quay lại đâu. Bạn hiểu không? Vấn đề là kiếm tiền. Còn căn bán các đồ thì đố biết. Nói về là khô chết. Nói về là mấy 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 cái trung tâm mấy cái trường nó nhột nữa mà kệ đi.
Hôm nay là cái ngày khấu nghiệp cho mọi người, nó mình đang khấu nghiệp thôi chứ mình không có vẽ. Trung tâm hạt bắt đóng 33 triệu. Ui, ông mấy bạn đóng tiền thấy ghê ông báo. Cái con 33 triệu quen, nghe quen quá anh ạ. 33 triệu rồi, 24 triệu rồi đó. Mấy cái combo đấy rất là quen, mọi người chia sẻ. Nhưng mà cứ nói chung cái đó là cái trải nghiệm mọi người. Bảo đảm mọi người sẽ có một cái trải nghiệm trong cuộc sống mà mọi người sẽ nhớ mãi. Giống như mình nhớ cái trung tâm lần đầu tiên mình học 3D. Đó. Đấy, trung tâm. Nhưng mà theo kiểu cho mượn trước ra góp giùm nữa, như nợ ấy. Ba mẹ em lúc đầu cũng chịu, nên nay mai mới lo. Ồ, ghê quá. Ông Hoàng phán biện. Làm nghề này có cần đẹp trai không anh? Trời ơi, nghề này mà đẹp trai gì? Mấy cái kênh của anh lên chém gió toàn là nam vô coi với nữ, nó bỏ anh chạy xa rồi. Mọi người nghĩ sao mà cái kênh, cái ngành 3D mà cái tỷ lệ nữ xem clip 5%, nó vãi chưởng chưa? Đẹp trai sạch sẽ. Có là may rồi anh. Đẹp trai sạch sẽ sáng sủa nhìn có thiện cảm hơn chứ. Anh thấy làm về mảng tạo hình nhân vật và tự thân mình làm hay có kiểu làm việc nhóm không anh? Em không sợ làm việc nhóm, hỏi cho vui. Mảng tạo hình nhân vật là tự thân mình làm. Nói chung lên công ty người ta sẽ phát cho mình nguyên, ví dụ như cái gói mà công việc người ta cần 10 nhân vật thì mỗi thằng làm con. Thì thực ra nhân vật đó tự mình làm từ đầu tới cuối. Nên không biết là cái team của em là sao, không hiểu. Mọi người cứ kêu trường rồi xong mới kêu là phải cần cơ bản rồi cái này cái căn bản cái này học kia, nhưng mà thực ra cái đó học nó sẽ tốt nha, chứ mình không muốn nói nó không tốt. Như mình nói rất nhiều, học 2D rồi nó sẽ tốt, nhưng mà tốt khi nào á thì lại đâu biết. Thì cái phần đó mọi người phải nhìn rõ ra. Còn cái chuyện người ta sẽ vẽ ra, người ta bán hàng, giống như bây giờ mọi người ra ra khi mà một cái món hàng gì đó mọi người không biết đi. Giờ nói gì cho nó dễ ta. Kiểu như ra ăn phở đi, ăn phở kêu bán tô phở tái đi vậy, ông kia nói ở này có gầu rồi, hoặc là có chả cá rồi đây ngon lắm rồi ăn. Kiểu như bò bò viên ấy, bò viên này ngon lắm này, ăn ông bỏ thơm vô rồi các thứ vậy, là cái đó nó cũng sẽ tốt. Mọi người sẽ mua đầy đủ hết những đó thì cái tô phở của mọi người nó sẽ đắt giá hơn. Trong khi cái lúc đầu mọi người chỉ cần là ăn cho nó no là được, chứ không cần phải ngon hay gì hết. Đó thì nói chung là mọi người sẽ quất nghiêng combo đó. Rồi xong có thể là ăn nghiêng combo đó, nó vừa hết tiền mà vừa buồn buồn cái trúng thực nữa, chết nữa. Khổ, bị quá tải, dư đạm, mập. Đó, mọi người hiểu ý mình không? Nên thực sự nếu mà mình biết mình cần cái gì thì nó sẽ là tốt nhất. Vậy anh làm công ty có bộ phận nào có gái không anh? Toàn nam hết hả? Đâu, cái ngành này là nam với nữ là 50-50 đó nha. Nữ có thể ít hơn tí, cho là 64 đi. 6 nam 40% còn lại là nữ, chứ không phải là không có đâu. Vào trang thì hận, học vào trí bài chắc. Người này gái nhiều mấy chú khỏi lo. Mua hamburger cơ mua thơm combo nước Pepsi. Cái này chuẩn này. Đó, ví dụ như cái này hợp lý này. Đó, bình thường mọi người chỉ thực ra muốn ăn cái kia thôi. Vậy xong mới kêu là mua thơm này, mua thơm kia. Nó cũng tốt cho mọi người đó. Nhưng mà uống vô combo nước Pepsi tăng giá tiền lên, mọi người mập hơn. Cái đó là kinh doanh. Đừng có cái trường nào mà kêu à tao tao vì cộng đồng hay là cái gì hết á. Tất cả mọi thứ là kinh doanh hết. Mà ngay cả cái của mình đây, mình cũng là kinh doanh. Nhưng mà vấn đề của khi một thằng kinh doanh á là mình kinh doanh như thế nào cho nó tốt, kinh doanh sao đừng bị người ta chửi rồi các thứ á thì được. Như vậy mình có cái sản phẩm chất lượng thì mọi người cảm thấy mọi người sử dụng sản phẩm chất lượng đó, thì bạn nào học xong thì giới thiệu giúp mình rồi các thứ đó, thì cái đó mình cảm ơn.
Người ta cũng vậy, người ta nghĩ như vậy là nói chung là tùy vào mức của mỗi người khác nhau nữa. Ví dụ như người ta có thể là vẽ tới cái mức 5, người ta thấy là à mức 5 như thế này là nhất rồi đó, như vậy là ngon rồi. Thì nó tùy mọi người. Nên mình mới thấy là bạn học ở đâu cũng được hết á. Học rồi xong, cứ học xong đi rồi bạn từ từ đánh giá. Cách của bạn muốn đánh giá tốt thì mình cứ trải nghiệm nhiều trung tâm đi, rồi mình mới đánh giá được cái bên nào ngon hơn. Chứ sao mà biết được. Mình có học hết đâu mà đánh giá mọi người. Gái chắc toàn gái hay đi về đi. Bên đồ anh vai năm mình thì sao anh có AD không ạ? À, mới vậy cái AD là nó đỡ chữ Y với chữ D à. AD là chữ A với chữ D á, là Adirector đó ba. Đi khi AD là chữ Y với chữ D. AD như AD người dùng vậy. Kinh doanh như thế nào là tốt ấy? Sản phẩm chất lượng trải nghiệm. Thì giống như mọi người học bên mình này, mọi người học mình cảm thấy tốt, mọi người thấy là à tư vấn nhiệt tình rồi các thứ, hay là mọi người học có hiệu quả rồi đó, thì đó là được rồi. Chị muốn học modeling 3D làm tượng, đăng ký vào trường 70 triệu và 2 năm chưa ra được. Trường chỉ đỡ biết là có thể học các khóa khác với giá bằng 1 phần 10. Mới vãi chưởng hả? Đù mà. Nên nói chung là cái kiểu như giống như bạn đang đói bụng, bạn vô một cái quán quán phở. Thực ra bạn có thể vô quán và mua một cái dĩa cơm hộp mà nó sẽ rẻ hơn cái tô phở, nhưng mà vô tô phở thì nó kêu bạn ừ cái này ăn cũng no này, cái này ăn cũng ngon này, nhưng mà cái tô phở là nó bị mập hơn hay là cái gì đó, thì cuối cùng là cái đó là cái cuộc sống nó vậy đó. Rồi xong bạn mới có những cái thứ mà chừng mình chỉ muốn thốt lên hai từ đời mời cuộc sống nó như mình từng học ở những cái trường mà được đối xử nó không tốt rồi này kia, nên mình trở thành một cái đứa mất dạy. Rồi bây giờ mình ngồi mình chia sẻ với mọi người, mình kêu à bằng cấp quan trọng rồi thầy cô tào lao rồi các thứ. Nhưng mà có những thầy cô tốt thì nếu bạn nào trải qua thì mọi người sẽ biết ơn. Còn mình từ nhỏ tới lớn mà mình không có một người nào để mình biết ơn trong cái giáo dục mà mình đã từng học, thì mọi người biết nó như thế nào. Mấy người concept chỉ vẽ giấy bút hả? Không, concept bây giờ giấy bút nó nói chung rất là tùy vào mỗi người nha. Nhưng mà concept ở trong cái ngành mà mình tiếp xúc mà mình làm việc thì người ta vẽ trên máy nó sẽ nhanh hơn. Nó sẽ lẹ hơn. Còn ai thích vẽ kia thì tùy. Ai vẽ cái nào nhanh hơn làm. Cái quan trọng của mình vẫn là cái hình ảnh. Nên nó không có thường cái gì hết. Nghe bên environment làm việc nhiều hơn phải không anh? Rob, cái đó là nhiều cái những cái thứ nhỏ nhỏ thôi, chứ công việc thì người ta sẽ tính trên một người làm việc, mà người làm việc đó người ta, trên một cái file người ta sẽ tính cái số giờ làm việc nha, nó rõ ràng hết, nên nó không có phân ra là ai nhiều hơn ai, nó chỉ là nhiều cái nhỏ nhỏ hoặc là nhiều công việc hơn là cái khối lượng công việc thôi, chứ còn là từng người không phải là khối lượng công việc nhiều, là một người đó phải làm rất là nhiều thứ, nó cực hơn cha tơ. Nhưng mà người ta chia file nhỏ ra tính trên giờ làm mỗi ngày của mình. Ví dụ đi làm ở công ty thì giờ làm mỗi người là sẽ là 8 tiếng, là 8 tiếng. Là trong 8 tiếng đó làm được bao nhiêu file. Chứ không phải là tính theo cách của bạn là nói cái đó nhiều vậy là mình sẽ làm nhiều hơn. Lên concept bằng phần mềm 3D được không anh? Được nhé. Nhưng lúc nãy mình nói á, cái concept nó không phải là 2D hay 3D, mà nó là bạn lên bằng cái nào nó hỗ trợ nhanh hơn là mình làm. Xưa học ngu nhưng được thầy cô nâng điểm nên cũng biết ơn một tí. Vậy là bạn chưa bằng mình đâu. Mình học ngu mà mình biết thầy cô sẽ cho mình lên lớp, nên mình ứ làm gì cũng được lên lớp kìa, chứ còn nâng đỡ gì. Bạn nâng đỡ bạn biết ơn, còn mình bây giờ mình là thằng không biết ơn đó, nhưng mà mình biết người ta chạy đua thành tích á, người ta sẽ cho mình lên thì sao?
cái môn tiếng Anh là môn mà mình, như mình nói mọi người đó, môn tiếng Anh của mình là môn là mình 3,5 điểm đó, mình đố làm gì được, cứ cô vô lớp là cô cho mình là đứng lên luôn, mình tự đứng lên luôn, khỏi cần phải vào bài gì hết đó, đứng lên khỏi khỏi mời nữa, vì ngày nào bà vô là bà cứ kêu mình vào bài, mà vào bài là mình sẽ không thuộc, mình chơi vậy đó. Năm 12 mình bá đạo lắm mọi người ơi, mình là thằng mắc dạy mà. Đúng rồi, hồi hồi lúc mà mình học mà có thằng học viên như vậy chắc là mình kêu nó đi về đi. Concept là nên cái lúc mà mình đi dạy ở trong trường á, mấy cái có mấy bạn mà không nghe lời, mấy bạn nói chuyện đồ như quý đồ các thứ mình đâu sợ đâu. Gặp mấy thầy cô khác là bực mình đồ các thứ Em hỏi nha. Đúng không? Em thấy anh vô lớp anh dạy anh đâu có ngại mấy mấy cái đứa ở dưới nó quậy hay là nói chuyện đồ các thứ đâu. ví dụ sống động anh, ví dụ đó mình không quậy luôn, mà nó mình quậy Như như hồi bên kia kìa, Cấn Thành cũng vô á, nhìn như đại ca lắm nha, xăm mình đồ vô ăn nói mất vậy. Nói không phải mất vậy mà kiểu như nó nói nó ngông ngang, kiểu như nó đố sợ gì vậy đó. Đó, vậy chừng cuối cùng nó thấy mình nói chuyện được các thứ cái nó chừng lúc đó nó mới im ru. Kiểu như nó khi nó làm vậy là thầy cô khác rồi nó sợ nó rồi các thứ sao chả hiểu. Lúc đấy ở quê anh xích đầy. bó tay. Concept là cái gì? Concept là người lên ý tưởng đó, vẽ design này, là design đó, design nhân vật hay design bối cảnh hay là gì đó. Thường thì các studio hỏi hỏi bằng đại học với bằng cao đẳng không anh? Không có hỏi nha, nhưng mà nhất định nó câu hỏi, kiểu như hỏi cho vui miệng, hỏi cho vui. Em học trường nào? Rồi vậy đó. Thì bây giờ câu vô phỏng vấn không hỏi mấy đó hỏi gì? Đáng lẽ hỏi đúng một câu vậy là xong. Thì người ta vẫn sẽ hỏi. Có thì tốt mà không có không sao nha. Giống như bây giờ cái ngành 3D cứ vô hỏi là có kỹ năng vẽ tay thì mấy bạn nghĩ là cái vẽ tay là cái quan trọng vậy xong đi học vẽ tay đồ các thứ. Cái đó là có điểm cộng hoặc là y như mình nói cái tiếng Anh á, biết tiếng Anh là tốt nhưng mà không biết tiếng Anh vẫn được nha. Cái quan trọng lại là trong cái ngành đó, ngành 3D mình đang làm 3D chứ không phải là mình đang làm 2D. Nên có những cái thứ nó sẽ bổ trợ vô mà nó sẽ tốt hơn. Bộ phận setup và chất liệu ánh sáng trong Unity Unreal gọi là bộ phận gì hả anh? Nếu mà cái bộ phận đó anh cũng không biết nữa, nếu mà làm mấy cái đó chắc là bên bên FX á, bên cái hiệu ứng, nói chung cái gì đó nó kiểu như chuyển động hiệu ứng đồ thì Web này lúc dev ấy, làm game mà lúc dev gì. setup tả vật liệu kìa, Nên báo cái này làm gì là tốt. nói chung cái khâu đó mình không không rõ, không biết nha, không biết ở khâu nào nữa. Ở phim thì biết chứ còn lại cái bên Unreal thì thôi thua. Tiếng Anh của em thì tốt nghiệp có 2 điểm. Tốt tốt nghiệp 2 điểm là thành ở lại lớp rồi, mình nhớ là 3,5 điểm là mới được lên lớp mà ta. 3,5 điểm là trung bình yếu nó vừa đủ lên lớp đó, còn dưới 3,5 là ở lại lớp đó. Mình bởi vì mình là cái thằng thi thi đã được lên lớp mà. Là người ta sẽ cho mình rớt đó. Để mà mình thường ra thằng nào đi thi cũng đậu hết à, không có thằng nào ở lại lớp cả. Vì tất cả mấy môn khác mình học được, chỉ có tiếng Anh mình không học được với lại bà cô mình thấy ghét quá mình không thèm học thôi. Nên nếu mà đi lên gặp thầy toán hay là các thầy cô khác đồ như hồi xưa là mình địa rồi mình cũng được, toán mình được. Nghĩa là nếu mà thấy mấy thầy cô kia nói đủ thằng Hưng nó học dở rồi này kia là mấy mấy người kia sẽ nói không nó đâu có dở đâu, thấy nó làm được mà rồi vậy đó. Nên một người không thể là chống là nhiều người, mình được lòng nhiều người khác hơn thì đỡ hơn. Concept người lên ý tưởng studio em ăn cơm studio hỏi em ăn cơm chưa. Ôi trời ạ, hỏi cơm em được nâng trong trường còn thi tốt nghiệp trên là một đồ, vậy là bạn tiếng Anh chắc cỡ ngang mình rồi đó.
tiếng Anh mình gà lắm, nên mấy bạn giờ cứ mấy bạn hỏi vừa tiếng Anh mà vừa vẽ 2D, 2D mà cũng không biết gì, rồi xong tiếp tục tới tiếng Anh mình biết gì mà bây giờ mình làm như thế này, mọi người còn lo gì nữa, mọi người lo 3D thôi. Chừng nào mà hỏi mày kêu 3D mình không biết gì nữa, cái lúc đó mọi người bỏ chạy hết nè, vừa đó. Hai điểm vẫn tốt nghiệp ấy. Không, mình tính mà tính điểm phẩy với ta. Điểm phẩy nó mà tổng hết tất cả mà cộng lại rồi chia ra nó điểm phẩy là ấy, chứ còn lại điểm tốt nghiệp thì không không biết. Mình tính tính tổng cái điểm phẩy khi chốt lại á, nó bao nhiêu á, thì mình nhớ là dưới 3,5 là ở lại lớp rồi mà. Nhớ là lúc đó. Lúc đếp là làm gì anh ơi? Đọc trên mạng rồi mà chưa hình dung ra được. Lúc đếp là kiểu như là mình sẽ nhìn cái khâu mà hình ảnh nó ra, nó là cái khâu Setting nó như là kiểu cái combo này này, nó là cái combo setting này này, là mình sẽ lấy hết mấy cái phần này mình bỏ vô để mình coi cái hình ảnh nó ra như thế nào là tốt, nó cần thiếu đèn chỗ nào, chỗ cái khu vực nào nó bị tối quá hay là sáng quá hay là gì đó, cần thêm cái hiệu ứng gì rồi đó mình sẽ bỏ vô một tí xíu đó. Hay quốc gia anh Hưng nói một vài tên quyển sách ebook và 3D mà anh đã đọc, chưa đọc một cái quyển nào hết nè. Học này học trên mạng toàn là cốc nhật, đa phần là kinh nghiệm 3D của mình là thực chiến, là do mình đi làm, mình làm nhiều, mình trải qua nhiều dự án. Hồi xưa mình chỉ cách mọi người mà trải qua nhiều dự án nha. Mình là theo thằng là kiểu như mọi người biết là từ nhỏ tới lớn mình đủ có thi đua thành tích rồi đúng không? Thì khi mà cái rồi xong mình cũng cớ mọi người á, là cái máng chapter là mình vô được chapter là mình hơn, bởi vì mình là thằng vẽ xấu nhất trong 20 đứa vô ở trong cái thời của mình. Thì cái kiểu như dự án nào cùi bắp nhất dễ nhất là người ta sẽ đưa cho mình làm, chứ nó không phải là chapter. Mọi người thấy chapter khó rồi đúng không? Nhưng mà vấn đề hồi lúc đó là không không có nhiều người biết Jira, vì Jira nó y như là một phần mềm mới ra vậy đó. Thì mình học trên mạng thì mình thấy Jira hay quá nên mình học cái Jira nhiều hơn, chứ mình không có học mấy phần mềm khác. Nên khi vô đó thì Jira mình cũng múa múa được một tí, nhưng mà vẽ thì nó xấu quá à, vì nó không có căn bản và mỹ thuật. Dạ xong cái lúc mà mình vô đó, mấy thằng kia nó vô nó sợ nó làm trễ deadline đồ á, nó sợ bị đánh giá thấp, vậy là nó bỏ nó nhảy ra, nó xin chuyển team luôn á. Thì không có thằng nào dám vô hết, còn mình thì mình thấy thích quá thì mình nhảy vô, nói à mấy nó chuyển ra thôi cho em vô em làm đó. Thì lúc đó mình mới chuyển vô trong team charter nha, chứ mà trước là mình làm ở bên environment chắc cỡ được có 1 tháng à là mình chuyển vô rồi. Thì lúc mà mình vô bên trong mình làm đó thì người ta sẽ đánh giá theo một cái kiểu nữa, là cái dự án nào mọi người làm quen rồi bắt đầu là mọi người sẽ không bị trễ deadline. Ví dụ như mới khách hàng đưa về một cái file là cái dự án đó nó kéo dài nguyên 1 năm luôn đây, thì bảo đảm mọi người học chỉ là học cái kỹ năng của dự án đó 1 2 tháng đầu là mọi người học xong rồi, còn tất cả 8 tháng còn lại hay là gì đó thì mọi người chỉ là mình lặp đi lặp lại cái chuyện đó thôi, kiểu như mình ở như một cái máy lặp đi lặp lại, và mình bảo đảm mọi người học là cái tốc độ mọi người nó nhanh hơn, chứ không có học được cái gì mới hết á, bởi vì nó lặp đi lặp lại mà học cái gì. Nên như vậy mình thấy cái đó là không được, mình khác người ta ở chỗ tầm nhìn á, nên cứ cái nào cứ nói cái chị rồi điệu sơ á, mà chị đó thấy mình làm nhanh nên cũng tạo điều kiện lắm, cứ dự án nào mà mới về là mình là cái đứa đầu tiên vô. Nên trong 1 năm á mình làm chắc cỡ gần cái chục dự án á, còn mấy người kia trong 1 năm trải qua 1 2 dự án là cùng à, có những bạn nghiêng 2 3 năm một dự án nữa kia kìa đó. Thì khác nhau ở chỗ đó, thì mình khi mà qua dự án mới thì mình cũng sẽ bị trễ deadline, nên cái lúc mà mọi người nhìn mình á đánh giá mình là à thằng này làm lúc nào cũng trễ deadline, thằng này làm tốt rồi này kia, mình đố được best artist rồi như mấy bạn đâu. Mấy bạn học viên mình vô trong công ty được best artist, chứ mình ở trong công ty mình như cứt mà đó. Nhưng mà được cái mình biết nhiều, mình cứ quan trọng là mình học để mình biết thôi. Rồi lúc mình nghỉ công ty cũng vậy, mình nghỉ mình qua công ty còn lương thấp hơn nữa. Mọi người thấy khi mọi người nhảy công ty là để mọi người nâng lương đúng không, mình nhảy công ty để mình biết nhiều hơn, mình quan trọng ở đó. Nên
cái này mình nói mọi người nè, cái quan trọng là cái tầm nhìn của mọi người á, mọi người tầm nhìn, mọi người muốn, mọi người làm cái gì. Mình muốn thoát khỏi cái kiếp mà làm thợ này cái khổ vậy đó, mình không muốn làm thợ hoài nên mình ra mấy công ty làm thấp lương hơn, thì mình biết được rít nè, anim đồ các thứ nè, học thơm đó, phát triển là vậy chứ còn lại cứ ăn cứ đi, mọi người muốn được người ta khen thì mọi người phải làm cứ tốt đi, tốt cho một cái để khen, bù lại mọi người đánh đổi là biết nhiều hay không, học trên mạng rồi mà chưa hình dung. Gì? Anh cho em hỏi về bố cục màu sắc trong 3D với em vô phỏng vấn người ta hỏi tịch luôn. Bố cục màu sắc là sao? Cái này mình không biết nha, ấy không biết câu hỏi á, bố cục màu sắc ở trong cái trường hợp nào hay là cái gì chứ? Hoặc là nếu mà học bố cục hay là học màu sắc thì qua bên những cái kiến thức của bên 2D, người ta cứ gọi là cái đó 2D với 3D. Nhưng mà thật ra 3D, 2D gì cái đó là mọi người nó gọi là kiến thức mỹ thuật chung nha, chứ không phải là 3D là không được học cái kiến thức kia, mà kiến thức kia là của riêng của 2D thôi chứ không phải là 3D. Hỗn đâu ra vậy? Cái mà giờ pha pha trộn màu hay cái giờ bố cục thì đó, thì vấn đề là hồi xưa 3D chưa có, máy móc mà đỡ vẽ 3D chưa có, nên cái cách để người ta thể hiện hình ảnh là bằng 2D, là bằng vẽ ra. Chứ bây giờ nếu mà mình nói với bạn, mấy người mà chơi bonsai hay là mấy cái người mà người ta làm cái làm một cái nghiêng cái bức tượng hay là nghiêng một cái khu vực mà toàn là tượng không đây, vậy không đáng lẽ người ta học không học bố cục à, không học bố cục làm sao cho đẹp, làm sao có điểm nhấn cái đó là cái cách người ta thể hiện thôi, nên có nhiều bạn cứ bị cái là à phải cái đó là phải 2D đó, phải đi về học 2D thì nó hơi bị sai, nên có những thứ mình chỉ học được tí thôi. Như mình gần đây mình có nói là mình học 2D này, vậy cái lúc mình học 3D thì nó có luôn cái góc quay, nó có những cái hướng khác rồi camera, tự nhiên quay qua bên 2D ngồi học máy đó học thấy bà luôn, trong khi mình đang cần cái cuối cùng của mình là 3D đúng không, thì 3D vậy cuối cùng mình học mấy cái kia để nó giúp cho mọi người là giúp cái gì, giúp cái gì ở trong cái phối cảnh đó là đố cần luôn, là những cái đó là mọi người biết là học 2D là vẽ phối cảnh rồi nó rất quan trọng, nhưng mà bây giờ qua 3D không cần, tự nhiên mình học làm gì đó, nó có cái nào mà nó cần thiết á thì nếu mọi người biết mình cần cái gì á mình học nó sẽ lợi hơn. Giờ cái đầu mà học mặt chính diện mặt bên qua 3D mình quay một phát cái là xong làm vẽ lại thấy mẹ luôn. Anh cho em hỏi về bên này, em thấy nhiều người hay than việc làm xong sớm thì giao thêm file. Ủa thì đương nhiên rồi, làm xong sớm giao thêm file với ngồi chơi không à, làm công nhân mà cái giờ bạn tuyển một đứa công nhân vô, vậy bạn giao việc cho nó cái nó làm xong cái nó ngồi chơi không, bạn nhìn ướt mắt không? Đó, nếu bạn không ướt mắt thì ấy, bạn thấy cái chuyện nó hợp lý, mà mình thấy hầu như là ai cũng ướt mắt hết nên phải bỏ việc vô thơm vô, nếu mà làm nhiều thì ấy, mình thấy như vậy thì mình sẽ lần sau đánh giá nó tốt, tăng lương nó lên. Còn mấy đứa nào cứ muốn làm mà làm cho sướng không á thì sẽ không học được nhiều. Nói chung là làm đừng có lúc mới đầu đừng có làm cho mình sướng, mà ngay cái vừa sau cũng vậy, cứ các bạn sướng thì bạn sẽ không học được cái mới, trừ khi là những việc đã lặp đi lặp lại nha, còn những cái nào khi nó đến với bạn nó đều là cái mới hết á thì nên nên làm thì sẽ học được nhiều cái thứ khác nhau. Ở đây nó có cả một đồ kinh nghiệm bố cục nên giải phẫu mang khối. Anh cho em hỏi mấy câu hỏi phỏng vấn để em biết hình dung chuẩn bị tâm lý phỏng vấn với ạ. À, cái đó tùy nha, mỗi công ty nó hỏi mỗi kiểu khác nhau, có nhiều công ty hỏi xong rồi mình quyết định là mình sẽ không làm ở cái công ty đó nữa, là vì do mấy cái câu hỏi kiểu ngu ngu của nó nên đây mình quyết định là không không đi làm ở cái công ty mà nó tào lao như vậy. Muốn Ngu cục ngu là sao anh? hồi nhớ là công ty kia, một cái công ty A đi chứ không nói là
cái ấy, anh đã về ra một cái file rồi, nó hỏi ấy như kiểu nó hỏi để nó coi thử anh tạo cái layer để anh làm cái chi tiết đó nó như thế nào á. Rồi xong hỏi cái thằng hỏi đó, mấy thằng kia nó cũng biết luôn, mà trong cái công ty đó anh thấy tới ba người lead vô hỏi nha. Hiểu không, là tới ba thằng lead đù má vậy, mỗi công ty làm gì đâu biết, mà ba thằng lead nó rảnh đến mức độ mà nó vô nó gọi nó tuyển một người, mà một ngày mọi người biết là một công ty nó tuyển đâu phải ít người đâu, nhiều người vậy đó. Vậy cuối cùng của mấy thằng lead đấy công việc của nó cứ vậy à, rồi xong lúc nó ra rảnh đi vô check file mình à. Như vậy là biết là mấy thằng lead đó kiểu như là không phải là lead về kỹ thuật làm, mà cứ quản lý vậy thôi. Và như vậy thì mình không thích làm chung với mấy thằng như vậy, nghĩ. Dù cho là cái đó là đã điêu lương rồi, mọi thứ ok hết rồi đó, mình không chọn. Mình thấy cái cách cái công ty nó hoạt động á, nó không phải là vì công việc nhiều, anh hại nhiều là thành không ngon rồi. Bố cục màu sắc 3D cũng như 2D thôi bạn, đều nằm trong mỹ thuật. Đúng rồi, bạn này nó đúng nè. Bố cục màu kiểu thi khối hát ha. Chắc công ty làm handbrake này. Anh nâng là super rồi. Trời ơi, cái bạn tư liệu tiểu học này chắc nói nghe mấy câu. Hùng vĩ 3D dạo rồi, đủ các bạn tên ghê vậy. Ai chấp nhận quan3D dạo là vẽ ở công ty hay là vẽ freelance? cái công ty người ta tên là chiến anh em Sẽ cần cả chuyện. Bạn nghe giọng Hà Nội đúng rồi em ở miền Bắc mà. ấy. À. Tính ra lớp của mình với mấy bạn vô cơm mình là miền Bắc còn nhiều ghê luôn á. Chắc phải chiếm một nửa đó, chứ không ít đâu. Mấy bạn người Bắc này học nhiều. Em thấy chương trình dạy ngành thiết kế đồ họa ở đại học thì không có chuyên sâu về 3D. Em muốn hỏi theo đuổi ngành này, nhất thiết cần có bằng thiết kế đồ họa đại học không ạ? Không cần nha. Nói nãy giờ như mấy bạn khác thôi, là cái ngành này quan trọng không phải 3D không mà là 2D rồi các thứ, hay là mình thấy là ở trong cái ngành mà ngành gọi ngành sản xuất á, thì cái quan trọng là cái thứ mình làm ra được á, mình chứng minh người ta mình làm được đi là người ta sẽ tuyển mình à. Ví dụ như nếu mà không có bằng cấp gì, bạn tự sáng chế ra cái máy máy bay đi, máy bay mà xe máy bay của bạn nó bay được luôn đi, thì nhất định nếu bạn làm cơ khí hay cái gì đó không ai khinh thường cái khả năng của bạn hết, lúc đó chả cần cái bằng cấp nào hết. Đúng không? Ví dụ như thợ mà thợ ở quê đấy, người ta học nghề bằng cách là người này truyền người kia đó, thì bạn biết là để mà làm việc ở trong cái nhà máy mà Mercedes đồ các thứ đó, những cái thợ mà sửa xe đồ ở trong đó là cần phải học đại học đó nha. Hồi thằng bạn mình ở cùng phòng với mình á, bạn ở quê nó học đại học ra luôn, mà nó là cái thợ sửa xe ô tô luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu, nhưng mà bây giờ nó lên quản lý rồi, hết sửa rồi. Nhưng mà cái lúc đầu khi mới xin việc nó là sửa, thì nếu mà người sửa ô tô đó cái lúc cái lý thuyết của nó đang làm đó, thì những cái thợ mà ở quê đi, người ta đâu cần bằng cấp đâu, người ta vẫn làm được mà, nên cái công việc nó sẽ như nhau. Mức lương của 3D khởi đầu trong năm á, khởi đầu thì 3 đến 4 triệu ở là học việc tầm 3 tháng rồi lên sẽ thử việc 6 đến 7 triệu gì đó, rồi 3 tháng nữa sẽ lên 10 đến 12 triệu. Đó là mức khởi đầu vô, chắc cỡ tầm 1 năm là mình sẽ là trong khoảng đó, là từ bắt đầu mình có portfolio bắt đầu mình xin. Còn về sau thì là từ 10 triệu đến dưới 1 tỷ cỡ đó. Em mới nhận
Dạ, có học bổng 30% tại Mác đấy. Về game ạt mà không thèm học. Có học bổng nhưng không có tiền đóng phần còn lại. Thế là phải cố gắng chứ. Giảm giá 30% rồi mà còn không học nữa. Marketing kiểu này lỗi chết. Cho mình xin tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo là xin cái gì ta? Tài liệu tham khảo về gì? Bạn muốn tìm tham khảo về chuyện chăn gối đúng không? Mình gửi cho vài link. Rồi, cái chủ đề hôm nay như vậy được rồi nha mọi người. Thôi nghỉ đây. Nhiều đó được rồi chứ nói nhiều quá cuối cùng mấy bạn coi livestream nó bị cái chủ đề của nó dài quá thì nghe buồn ngủ nữa. Sớm giờ thực ra nói về chủ đề nó tầm khoảng cỡ nửa tiếng à, còn lại toàn trả lời câu hỏi. Công nghiệp quá, Hả? làm công nghiệp quá, Công nghiệp gì vậy? đến giờ là đi ngủ luôn hả? Đâu hết hết chuyện nói nữa chứ còn gì nữa đâu. Ồ, có cái bạn Trung Quốc vô nữa nè, không biết nãy giờ có nghe được gì không. Đi ngủ lâu chắc xỉu rồi. Quý là vô trợ rồi còn ngủ nữa, lo vẻ đi. Công nghiệp quá, đúng giờ đi ngủ. Thì thường like vào lịch nào đó. Mình rảnh lúc nào like lúc đó thôi nha, không có lịch. Nhưng mà cố gắng like thường xuyên thôi. Nói chung là lên nói chuyện mọi người cho vui. Lừa gì bạn ơi, trao giải mà không có tiền thôi. Đọc các kỳ sau thôi. Em mới học về mà. Hả? Có mod like 246 chứ. Đúng Còn có rồi. chuyện Like hay có bạn báu này là like 246 đó. Mọi người sẽ lên thì nói chung là cái kênh mình sẽ cố gắng là ngày nào cũng có like đó, mọi người lên trao đổi hay là nói chuyện hay vẽ, mọi người mọi chủ đề mọi cái câu chuyện khác nhau thì cứ mỗi cái góc nhìn như vậy mọi người sẽ nói chuyện chia sẻ ra, thì có bạn nào mà ở cùng cái góc nhìn hay là cùng cái xuất phát điểm giống như vậy á thì mình sẽ đồng cảm mà mình đi cái con đường nó đúng hơn. Giống như bạn nào mà mất dạy rồi như mình rồi nè, học đồ không tốt thì mình ráng mình vẽ thôi chứ giờ lấy bằng cấp ra đâu hơn ai đâu. Anh có biết vẽ không? Em muốn làm 3D mà sợ không biết vẽ. Vậy nghĩ đi, vẽ về làm 3D không vẽ là cái gì? Em mới học về 3D gần đây thì em nên bắt đầu từ concept như nào, quen thao tác với anh. Bắt đầu từ khóa Viking của mình nha. Cái khóa Viking nó đang là free á. Ở dưới phần này có link trong web này, phần mô tả nha. Vô đó nó có cái khóa học free rồi coi đó làm theo. Có hướng dẫn vẽ luôn chứ còn lại bắt đầu concept mà có hướng dẫn vẽ có quy trình thì ai mà biết. Đó, thì có hết rồi. Đang được đề xuất đây anh. Tự nhiên click vô thấy anh. Like thêm tí kéo view anh. Vãi. Vãi cái đang được đề xuất. Bảo chị ê hê like luôn anh ấy. Ê hê làm biếng. Không chịu like, like. Muốn like thì im lặng. Cú làm tốt thì được lên like tụi nhá. Tú là đắc xô lắm ạ. Báo like. Tú lai nói tiếng Trung rồi các thứ kéo view của một cái nước đông dân nhất. Ê like được một thời gian xong dạo này im luôn Ê là có nói chuyện đâu mà cũng vậy thôi chứ. là không có nói chuyện. Ấy người ta người con gái lạnh lùng Anh Hưng không có coi like của em với anh Báo hả? Có câu chuyện cục xà bông. thế. Ừ, tụi bay cái cục xà bông mà hoài không không hết. phải phải cho nó mòn hết đồ đi chứ. Nghe, cục lúc nào cũng còn nguyên. Không được, anh Báo kêu em nhặt xà bông hoài.
hai người cố nhau chà nhặt miếng thì chết. Lệ hai tư xấu. Ba người đi coi phim đấy rồi anh Hưng ạ. À. Cười đúng cười méo cả miệng. Cười mới đi coi. Hả? Đồ ấy về spoil cho quý nghe đi. Thôi, từ mới coi. Thôi mình kết thúc ở bên YouTube nha mọi người, để mình anh qua Discord mình spoil. Thôi, thôi đừng spoil. Thứ tư người ta đi coi rồi. Không, cái vấn đề khi Hàn Quốc với lính Triều Tiên. Khi mà em đi coi Avatar. Ủa, Avatar nha.